ta thức dậy chúng ta vận động như thế nào, giống như ta qua mắt một chiếc xe đó thì trên cái dashboard nó thể hiện là ngày mai sẽ nhớ hay là 6 ngày mai đi nhớ, 5 ngày mai đi bánh xe lại cái vân vân, thì ta làm từ đầu cho tới chân mà không có một cái ý niệm nào gọi là đi tìm việc hết á, làm cách vô tư, làm từ đầu tới chân mà hại chỗ nào nó đau á, chúng ta không cần biết là bệnh gì ta nhớ sự ta quay lại cho nó là làm 7 lần, thì có một số những bệnh nó sẽ có gọi là nó tiêu dần mà ta không biết, và đồng thời ta sẽ nhớ lại những gì ta học qua 2 ngày, cái gì không? Tức là mình mới dậy mới gọi là nói ra, tức là chủ trương thực hành là chính, mà thực hành thì nó mới nhớ. Người Mỹ người ta gọi cái từ gọi là memory muscle, cái thói quen nó như vậy tự động nó vô mà. Còn nếu mình không làm cái đó thì mình gọi là mình không có quen, mà không quen mà không nhớ đó. Thì mỗi ngày chúng ta tập như vậy thì cái bài tập này nó giúp ích cho rất nhiều cho người già. Thứ nhất nó chống được cái bệnh lão hóa, chống lão hóa mà hậu quả của lão hóa mới biết rồi gì là Ronald Reagan á. Ronald Reagan được bác sĩ chữa bệnh không, thời gian uống thuốc rồi buộc khá khá, mới hỏi vợ đưa xuống chỗ xong mới hỏi bà xã, hỏi thử ông chồng, ông biết Ronald Reagan không? Biết chứ. Xong rồi cái bà mới hỏi ông gì thế, ông biết Ronald Reagan ở đâu không? Ông mới nói thằng đó là thằng nào. Cho nên cái bệnh lão hóa là một trong những cái bệnh rất là nguy hiểm, mà ngày nay đó là chúng ta bị qua một cái kinh nghiệm đó, nó nhiều người tội nghiệp lắm, phải lang thang ở ngoài đường, đi vô tiệm ăn food to go sắp hàng trả tiền mà đòi đổ xăng, mới chịu đòi nổi không? 11 giờ đêm quán Cali còn mở cửa, chờ người ta trong đàng hoàng mở cửa một cách tự nhiên vô đứng chờ tỉnh bơ, do giờ bán mua gì cho tôi đổ xăng. Cái ta sợ quá cái gọi cảnh sát mà ngày về. Thành thử cho nên cái chuyện đó nó đến với chúng ta có thể nói là từng giây từng phút ăn biết được. Nhưng nếu ta không có tập một cái thói quen sống một cách đơn giản thì tới giờ chó chúng ta bị nhiều thứ. Thì cái bài tập này tôi hy vọng giúp ích một phần nào đó để chúng ta quên. Tại vì chúng ta lạc đặt quá không có gì hết á. Tay là đánh ra, tay này đi tìm cái phone, rồi cái tay này nhớ thật gì mới đi kiếm chìa khóa, cái tay nọ quên rồi mang đồ ăn phút tôi vô vô sở bữa nay vừa mở tủ lạnh ra quăng chìa khóa trong đó lấy đồ ăn đi ra xe không thấy chìa khóa đâu á, ta làm xe biết đâu kiếm. Thành nữ cho nên nếu chúng ta không sống trong một cái thế giới của thói quen có tính cách trật tự và đơn giản đó chúng ta quên vừa lắm, tại vì chúng ta trải qua cái đó. Hôm qua tôi dùng cái từ gọi là tùy chủ ý. Khi cái mình hoạt động nhiều quá về ý chí não á thì cái năng lượng tinh thần nó thiếu gì đó. Do đó cho nên con người nó bị trong cái nhân quả nó cứ chồng chất với nhau một cách sai lệch. Người Mỹ vì lý do họ làm việc bằng cái trí nhiều quá thì nó đẻ ra cái gì? Nó đẻ ra thiếu cái chất đường ở trong não. Mà thiếu chất đường ở trong não cho nên họ nốc cà phê, uống cà phê, nốc cà phê, cứ cà phê thôi thì nó sẽ sinh ra tiểu đường. Do vậy cho nên nó cái chữa bệnh theo cái lối nó rất là nguy hiểm. Thành nữ cho nên nghĩa là mình cứ không làm đúng cái tự nhiên của nó. Hoặc có người tự nhiên đi một ngày nào đó đi ăn đám cưới gặp bạn bè sinh nhật gì đó, nó trời ơi tôi nghe ông đó ông nói vụ uống nước lạnh hay quá đi, sáng nào tôi cũng chơi tôi nóc ba xị vậy hoặc là xe nước vậy. Rồi có người hỏi tôi cái chuyện đó, tôi nói bây giờ vậy cứ nhớ một câu Phật dạy nè, khác thì thương người ta dạy rất đơn giản nè, đói ăn khát uống. Có bao giờ cái cơ thể bạn đói á không đói mà bạn ăn được không? Thì cái trạng cũ của bạn nó cũng giống vậy thôi, mỗi một ngày nó lọc trung bình 3-6 lít nước để tiếp xúc vô cơ thể, mà trời không nóng lắm, bạn không đổ mồ hôi như người nông phu ở Việt Nam,
bạn không cày không bừa gì hết mà bạn ép nó gì, bạn uống chi cho tới một lít buổi sáng đi vậy, nó đi vậy cho nó dễ tiểu, nó nói vậy thôi, nó muốn tiểu nó tiểu, cái lúc nào nó tháo khoáng luôn là mình chịu chết. Do đó tự mình cứ gượng ép chứ mình không sống theo tự nhiên. Rồi điều thứ hai nè, quý vị có thấy cái ông nào mà chạy marathon á, mà mới vừa chạy chừng là 3.000 thước thôi hay là 300 thước thôi mà được tiếp nước đưa vô thay gì dỗ mát cái đầu cũng làm nắp chừng ba cái là nằm sớm nhất, đúng không? Thành thử cho nên mình phải sống trong cái tự nhiên nó mới được. Tôi nhớ là những năm tháng chúng tôi ở Trung Bộ, mấy người bạn mà ở khổ cực của miền Trung á, họ mình học được những bài học không hay, họ nói ráng đẻo cái tre để làm cái đòn gánh á, đẻo cho nó hơi có cái mặt cong nhẹ để là khi ta đặt trên vai á, ta đi á thì nó có cái sức bật, nó có cái đàn hồi á, nó nhúng như vậy nè thì nó nhẹ cái nặng trên vai ta, cho nên khi ta gánh như vậy ta quay được, ta trở được luôn, quay vai luôn, đó cũng là một cái học. Cho nên trong ta học trong tự nhiên không biết bao nhiêu cái để mà ta học. Quý vị thấy người phụ nữ Việt Nam, nhất là con gái, quý vị nghe cái bài của ông Lâm Phương á, chiều đò Bến Tre gì đó, bài hát này, quý vị thấy người ta làm rất tự nhiên ha, người ta chèo cái đò, ta đứng về, ta ngã về nè ha, người ta đẩy gọi là cái bằng hò máy đẩy đó, người ta đẩy cái chèo nó nghiêng ngang như vậy nè, mà thấy người ta nó sống giữa trời sông nước, để chiếc ghe thì mong mơ như vậy, sống như vậy mà người ta đi nó ngon lành, còn mình lên lạm lát cái trò nó xào quay nó mình té luôn mà. Cho nên tất cả nếu phải nói rằng trong thiên nhiên này có biết bao nhiêu bài học mà chúng ta phải học, nhưng mà ta không chịu học cái bài học của thiên nhiên đó mà chúng ta sống nghịch lý với cái thiên nhiên, chúng ta ép một cái công thức quá đáng, có thuốc thì cứ gặp thuốc vô. Và cái này quý vị đừng có buồn nha, mình bà con mình bị vụ này nhiều lắm. Trời sao lúc này chị khỏe vậy, nhờ cho uống thuốc, uống thuốc này này hay lắm, chị cho em đi không cần biết em có hạt bị không, chị cho em đi về em cứ có em đi ra tiệm nó mua. Chính vì lý do đó mà chúng tôi năn nỉ quý vị, khẩn khoản quý vị ngồi nghe lý thuyết, đừng có ham chữa bệnh. Vì ta có một cái ý niệm về bệnh á, chữa bệnh á, ta chữa mới đúng được. Không có một cái ý niệm chứng đắng đau một chứng này, như tôi nói em qua đó, biết đâu cái chứng đó nó là biểu hiện cho một cái bệnh mà nó đang cứu ta, ta lại dập nó đi, hiểu không? Do đó cho nên cái khái niệm về chữa bệnh nó cả là một cái nghệ thuật và một cái minh triết đó. Thì hôm nay tôi cố gắng trình bày cái bài học đơn giản đó cho quý vị. Trước khi đó, tôi nhắc lại ba điều cương lĩnh của phương pháp. Thứ nhất, không ai chữa bệnh cho mình bằng chính mình. Đó là cương lĩnh. Do vậy đừng nói thầy ơi, em đau quá về, em biểu chồng em bóp được, không được. Nó bóp nó tà thù cô quá, cô déo cô qua, mình quýnh anh cô quá. Tâm lý người bệnh đã thứ nhất không tự tin, mới về kêu người nhà bóp. Ai về người nhà không biết, không đi học mà vừa đụng vô mạnh tay quá thì lại la làng, coi như là công giả tràng. Cho nên ráng tự làm nha, đừng biểu ai làm hết, ráng tự làm cho mình là một. Điều thứ hai, chấp nhận một định đề giống như chúng ta học trong toán học. Euclid đề nghị rằng, Euclid ngài đề nghị rằng, ai vào cái hình học bản của tôi thì chấp nhận cái định đề này. Từ một điểm ngoài đường thẳng, tôi chỉ kẻ từ một đường thẳng song song với đường thẳng cho sẵn, và chỉ một mà thôi chứ không kẻ được đường thứ hai. Như vậy khi ai chấp nhận phương pháp này vô, chỗ nào đồng mà không ứng thì không dùng. Đau cùi chỏ bên đây, chữa cùi chỏ bên đây là đồng, nhưng mà cùi chỏ bên đây thì đau, mà cùi chỏ bên đây thì không đau thì không dùng. Gọi là đồng mà phải ứng thì mới được. Như vậy nếu ở đây đau mà tìm bên đây giống nhau mà không đau, ta tìm ở đầu gối, mà đầu gối đau, đầu gối là cùi chỏ, thì xoa ở chỗ đầu gối thì hết đau cùi chỏ. Cái điều này có người nói sao kỳ vậy,
Ở trên đời này nó có những cái lạ lắm. Con người đi tìm vô tới hiện nay đã vào gần vào tới sao quả. Vậy mà cái chuyện gần gũi nhất giữa cái cùi chỏ này với cái đầu gối thì lại không tin nó linh together với nhau. Không tin rằng nó mặc khiết mới kỳ chứ. Do vậy cho nên tôi hỏi sao mà cái phương pháp gì kỳ cục, tôi đau chỗ này mà cứ bóp chỗ kia, mà chỗ đó tôi đau quá này mà cứ bóp hoài. Đó là chúng ta không biết được cái nội, cái đề nghị của phương pháp là chúng ta chỉ làm 7 cái thôi. Hoặc là tìm ra được cái điểm đau rồi kêu người bệnh tự xoa vào chỗ đó thì kết quả giống như ta làm nha. Thứ nhất, không ai chữa bệnh cho mình bằng chính mình. Thứ hai, nguyên tắc tiền sinh việc, đồng thì ứng mới dụng, đồng mà không ứng là không dụng nha. Nhớ như thế vậy thôi. Điều thứ ba là làm cái gì? Không bao giờ làm cái điều gì thái quá. Không thái quá như nói là gì? Đừng nói rằng cái phương pháp tôi hay quá, anh uống rượu đi, say cho tôi bấm cho anh tỉnh, cấm kỵ nha. Chúng ta không thách thức với bất cứ trường hợp nào, nghĩa là no challenge, không có cái vụ thách thức. Anh thích tôi chữa, anh muốn tìm hiểu tôi chỉ, không có vụ thách thức. Anh làm thử đi, tôi bấm cho anh tỉnh cho coi, không được. Tất cả là tùy duyên nha. Ai nữa vô nhà tắm là bơi quyền bóng quyền. Lối vừa tắm vừa kỳ cọ say mê quá, nó làm nó ảnh hưởng cái. Rồi chúng ta giữ cái cương lĩnh đó. Điều thứ tư, thứ năm là không có bệnh nào khó mà cũng có chẳng có bệnh nào dễ. Dễ hay khó không thành vấn đề, quan trọng là chuyện chữ biết. Nếu ta không biết cách chữa thì dù là bệnh dễ cũng trở thành bệnh khó. Nhưng qua nay tôi có trình bày với quý vị nó có số những cái bệnh rất là lạ. Nhưng con bà chị qua bà kể chuyện khép tay bà chị tới đây thôi, mà bà mang cái bệnh đó cả 8 năm trời này không thể đưa thẳng lên được. Mà đi không biết bao nhiêu bệnh viện, biết bao nhiêu cái trường phái chăm cứu, mà trong khi chúng ta làm cái đơn giản nó lại quá. Do nó không nói tự cao tự đại con chữa được hết tất cả các bệnh, mà cũng không nói bệnh nào dễ. Vì nếu nói dễ cái tâm ta sinh được kiêu ngạo và khinh lợn. Cũng không nói bệnh nào khó. Bệnh viện nói khó là tại vì chúng ta lựa mình dễ ăn. Bệnh khó chạy thì làm cái kiểu đó ai làm được. Mà thế gian này làm gì có cái chuyện đó. Cho nên tôi lấy một câu tâm niệm á, tại vì người ta có khó người ta muốn tấn mình, thì mình cứ lấy như vậy đi, dẫu mình có thua cũng không có gì phải mắc cỡ. Bởi vì bao nhiêu người đã thua rồi thì ta có thua lần nữa cũng không có sao đâu. Cho nên bảo đảm phương pháp mình từ quê cho tới được không sao hết. Ít nhất chắc cái ca này thì ngày sau chúng ta gặp cái ca khác. Như tôi kể đó, ngày qua cái cô đó con mắt không đảo nhã. Thì lần đầu tiên cổ đến với tôi đó, lạ lắm, cái nhân viên Phật pháp có một vị thầy coi mặt cho cổ. Mà con mắt ở bên mặt của cổ nó bị đứng trồng, nó không biết được. Thì vị thầy đó bắt mặt mà lại biết bệnh mà không biết chữa. Thì không có, có lẽ là ông ở chùa ông giữ giới gì sao, theo cái giới luật của các tỳ kheo không được chữa bệnh. Ông mới nói rằng ông biết như vậy nhưng mà ông không chữa. Thì cô đi tìm cái ông thầy nào đó người ta giúp cho cô. Thì cô đi tìm cái ông thầy đó không có. Thì tới nhà tôi lúc bây giờ cũng 7-8 giờ tối rồi. Thì tôi mới chữa như vậy đó. Tôi mới hơ cái huyệt số 1 ở trên mắt nó nè. Tôi hơ như vậy đó thì con mắt nó đảo được. Thì mấy ngày sau cứ liên tục nó cải thiện dần cho tới hết. Thì lúc bây giờ đó, cái cống cao ngã mạn trong con người mình nó nổi lên. Bây giờ hôm nay mình giống như thánh y rồi. Một tháng sau con quay lại con nói thầy ơi, hôm trước thầy chữa cho con mắt bên mặt, bây giờ con mắt mình đang đứng. Thì mình cũng áp dụng nguyên tắc mắt ngón tay giống vậy gì. Mình hơ bên đây nó trống trơn trống trắng nó không báo gì hết. Mình áp dụng tên này nó cũng trống trơn trống trắng nó không báo gì hết. Giật đi giật lại gần cả một tháng trời vẫn không hết.
Tôi mới rồi gặp thầy thiệt, thầy thử rồi, thấy không? Nhưng mà không biết làm sao, tại mình mò hết các nơi rồi. Thì cái duyên nó tới lạ lắm. Tổ mới nói thôi bây giờ con á là theo Phật giáo, mà ông xã con á thì theo Công giáo. Thì con thì cũng tin thầy đã tận tâm với con rồi mà không hết bệnh, thì chắc cũng đây là cái nghiệp của con. Mà trước khi con tới thầy đó, cái vị thầy mà coi mặt cho con khi con thầy nhớ không, là con bị con mắt bên phải, thầy giữa lần đầu tiên có mấy ngày hết á, thì vị thầy nó nói với con trước rằng con bị mắt bên trái, trong thầy mắt bên phải thì cũng lên cơn nhức đầu á. Rồi sau đó thầy chữa bệnh cho con không hết mấy ngày nay á, con đi vô bệnh viện đó, người ta tìm lại, người ta soi thì chụp á, thì người ta nói cái thần kinh số 3 trong đầu con nó bị một cái bú nó che trong. Chắc có lẽ như vậy mà thầy chữa con không được. Nhưng mà con vẫn tin thầy, thì bây giờ thầy cho con nghỉ 3 ngày, 2 ngày đó. Cuối tuần để con đi thập hương, đi cúng 10 chùa. Mình nói được, con cứ đi đi. Nhưng mà khi đi á, thì khi cô có chỉ thấy cái gì lạ trong trong thân, cô để ý cô về gặp tôi liền nha. Thì cô đi tới cái chùa thứ 10 ở Long Hải. Thì vô thì thầy mới nói sao các con ra vệ sinh ai thức tắm biển, tắm biển sao nói chùa có nước ngọt vô thay quần áo lên để mặc các con với thầy để nghe bài pháp rồi về. Thì cổ vô con tắm rửa xong thì cổ thấy cũng cái việc số 1 này nó nổi lên một cái mụn giống như cái tàn nhang nè, như giống như cái đầu cái nhang nè, cái mụn cộm cứng rồi đó. Cổ rờ rờ cổ thấy lạ lắm, mà cổ nói ủa sao lạ, mấy ngày trước không thấy, tự nhiên bữa nay nói gì vậy. Cổ về tới ngày thứ hai cổ mới quay lại, cổ mới kể thì nó mình thì tiếc vì mình tiếc cái lực đồng lớn thế nó hiện ra đôi khi nó quý vị bỏ qua nó qua liền nha, cái thời gian nó chuyển qua chỗ khác. Thì tôi nói sao tôi đã dặn cô rồi mà cô không tới liền ngay ngày chủ nhật. Cô nói con về chủ nhật mà con biết thiệt bạn này có lớp này nữa, nó con sợ thì mà con không vô còn đỡ thứ hai thì cũng may cho mình. Tôi mới lấy cái kim trong rúa tôi sát trùng xong rồi tôi cẩn thận nghe, tôi mới sát trùng cái tên cái chỗ cái mục đó, đồng thời tôi nướng cái kim này cho nó đỏ cái đầu. Thì mang không có mang mát mà mang cái mắt kiến thường thôi, thì cổ ngồi như vậy đó, tôi chích vô ngay cái chỗ đó giống như chích cái bông bóng bể vậy đó. Tôi vừa chích nhẹ một cái thì cái lực cổ ngồi cũng cách tôi cũng cỡ gì này vậy đó, mà cái mũ từ đó nó bắn vô mặt luôn, nó bắn như là cái dầu đồng mà rất là mỏng, đi thẳng vô ngay đúng cái mặt khiến mình lấy ra chùi. Cái cổ thì cũng sợ quá, không biết mắt mình của sao, thì vô lại con mắt cổ liếc được. Cũng cái quyệt đó mà bữa nay một tháng trước đó làm hoài nó trống trơ trống tắt nó không bắt, đến khi nó đủ duyên tự nó hiện ra ngay cái chỗ đó. Cho nên cái phương pháp này phải nhớ một điều quan trọng là chúng ta không chữa bệnh được cho ai hết trừ chúng ta chữa bệnh cho chính chúng ta. Cái câu này hoàn toàn đúng với Phật pháp, ta không có sửa ai được hết á. Nếu ta sửa bậy là ta sửa lưng người khác nó quánh mình. Ta sửa mình, ta thấy cái lỗi mình chứ ta thấy lỗi người. Do vậy mỗi người tự sửa cho chính mình là lý do đó. Cái thứ hai nó có một cái định đề rất quan trọng là khi bệnh ta đang có, cơ thể ta tự chữa và ta ý thức trước ta biết. Do đó cái điểm đau mà ta đụng vô mà người ta đau, người ta nhạy cảm là do nơi cơ thể nó đáp ứng cái câu hỏi, chứ không phải chúng ta là người làm cho bệnh nhân bị đau. Bởi vì nắm được chỗ này chưa? Chính vì có nhiều người không nắm được cái yếu tố này cho nên người ta nói mình làm người ta đau quá, người ta cứ phủi hoài. Ngay cả những người tu lâu vẫn không thấy được cái này, mà vì không thấy cái này là phủi, đau quá phản ứng tự nhiên người ta phủi thôi, không phải lỗi người ta. Nhưng vì người ta không chấp nhận cái này cho nên vô tự nhiên thấy vậy mà người ta đẩy ra. Do đó phải ý thức được rằng làm nhẹ mà đụng cái điểm cực đau vẫn có kết quả rất lớn. Còn làm mà mạnh tay mà đau là không thường thường không đúng. Mà phải nhớ vậy ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái bài tập hôm nay. Mỗi sáng khi ta thức dậy á, mình lớn tuổi rồi
mình phải tập một cái thói quen là để cái ghế ở dưới cái chân giường á, trước khi mình đánh răng, vừa thức dậy một cái có cái ghế kế bên, mình ngồi như thế này đó, hai chân vuông góc với mặt đất, cái lưng cách tựa của cái ghế có một khoảng trống, để chi? Để bảo đảm luôn luôn mình ngồi vững để thẳng góc. Còn nếu không á, mình ngã về nè là cái lưng của mình nó sẽ cong. Như tôi kể chuyện quý vị ngày hôm qua đó, trẻ bây giờ đó, nó gọi là cái gì đó, người ta dùng cái từ là gì, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nó đi xe bọt ha, mà nó chay nó còn bật cái ghế ra làm sao, nó chay nó phóng ra về phía trước gì thì cái lực quán tức của cái xe nó làm sao, phải đẩy nó ra làm sao nữa, lần nữa phải không, thì cái xe mới giọt đó gì, tự nó giết cái cuộc sống của nó mỗi ngày. Quý vị đi phi cơ quý vị biết đó, mấy nữ tiếp viên và trong phi hành đoàn người ta nhắc mình trước khi phi cơ cất cánh là kiểm soát coi mình xếp bèo chưa, cái ghế này thẳng cái lưng ta chưa, đặng phi cơ khi nó cất cánh lên vậy nè thì cái lực quán tính nó kéo và ngã và sao, nhờ cái ghế này nó thẳng mà cái xương sống chúng ta không trượt ra ngoài, đúng không? Trước khi đáp cũng vậy, người ta coi mình xếp bèo chưa, ghế thẳng chưa, đặng khi nhủ xuống vậy nè cái sức dội ngược lại đó, nó có giúp ta ngã về sao thì nhờ cái ghế này kéo lại. Thấy rất đơn giản mà là một bài học rất lớn để giữ cho cái xương. Còn bây giờ nó đang khỏe mạnh, nó không khẽ ai, nó khẽ à, ví dụ nó không ăn thua vậy đó. Do vậy chính từ những cái thói quen đó mà nó thành bệnh nhá. Cho nên tôi mới nói quý vị đó, trong Đông Phương tự nhiên người ta dạy mình bốn cái điều khi bị thương: lập đa thương cốt, đứng lâu quá hại xương; hành đa thương căn, đi lâu quá hại gân; ngọa đa thương nhục, ngồi hoài á cái thịt nó mềm mà nó nhão. Thấy chưa? Ngọa đa thương nhục, hành đa thương căn, lập đa thương khốt, thị đa thương quyết, nhìn lâu quá bằng mắt hại quyết. Đó là những cái thói quen nó sẽ thành bệnh. Ok, bây giờ mình làm lại nè: chân thẳng vuông góc mặt đất, ngồi lưng thẳng. Ta bắt đầu ta xoa nè, ta xoa hai lòng tay trước. Bài học đó sẵn rồi, không cần ghi nữa, chỉ nghe và lấy giấy thuật thôi. Chắc có lẽ hàng của hàng đó con đường không chút được không? Chút bỏ cái này qua cho thầy cầm dùm lại cái micro xa xa đó. Dạ, thầy nói nó dễ hơn, còn cái này quơ vô lát sức lâu tay. Buổi sáng ta thức dậy ta đánh nóng trước ở hai bên lo tay. Kỹ thuật đánh hai ngón tay để theo hình chữ V. Một ngón giữa nằm ở phía trước, ngón trỏ nằm ở đằng phía sau lỗ tay. Khi ta đặt tay vậy ta không thấy gì hết, nhưng mà nếu ta nghiêng cái ngón tay gì thò giữa đó, hư nghiêng vô trong bình tay, cái chữ cái chỗ này gọi là nắp đậy nè, là bình tay, mà ta hư nghiêng vô, đồng thời ta há nhẹ cái răng thì ta sẽ thấy cái rãnh. Có nhận ra cái rãnh đó chưa? Thì khi nhận ra được cái rãnh rồi, ta ngậm nhẹ cái miệng lại, ta vuốt dọc cái rãnh đó nha, trước và sau. Còn sau thì cái lõm, đằng trước là cái rãnh. Ta vuốt như vậy, cái lợi ích của nó là gì? Làm cho trong tay, làm cho mắt sáng, làm cho nhẹ cái khớp vai, làm cho khỏe cái lưng, và đồng thời chống được cái bị sốt, bị viêm họng, và đồng thời chống được bị sốt. Thấy cái lỗ tai mình quan trọng vô cùng không? Cái thứ hai, tại sao ta xoa cái lỗ tai trước mà không xoa cái gì trước? Ngày nay có một trong Phật giáo có một pháp vô cùng vi diệu, đó là pháp Quán Âm. Tất cả những cái khác là cần cái hình tướng thì con mắt mới thấy. Tất cả cái khác nó còn có mùi, có ngửi, nó mới nếm, nó mới biết. Còn pháp Quán Âm là cái âm thanh vi diệu nó xuyên qua cả tường luôn, mà không lệ thuộc vào hình tướng. Cho nên cái lỗ tai lại là vi diệu nhất, không bị chướng ngại nhiều nhất. Cái thứ hai, trong lỗ tai của chúng ta có một cái sự thăng bằng về thần kinh tai trong. Nếu cái thần kinh tai trong bị tổn thương, ta đi không có vững.
nó đi không cách gì mà nó thăng bằng được hết. Nó lạ vậy. Cho nên cái điểm thứ ba, cái gì sinh ra trước cái đó sẽ bị diệt trước. Cái gì sinh ra trước? No way. Ta sinh ra từ tinh cha, phải không? Mà huyết mẹ, tức là cha sinh mà mẹ dưỡng. Cái mà ta được sinh ra từ cha ta đó là quả thật. Cho nên ta ở trong bụng mẹ, ta y hình như cái hạt đậu đó, ôm bé nằm vậy nè, rất giống quả thật. Có tưởng tượng được cái hình đó không? Đó. Do vậy ta xoa cái tay đó, có nghĩa rằng là ta làm cho cái quả thận của chúng ta được điều hòa. Đó là cái quả thận nha. Bây giờ mình làm lại nè. Mà cái quả thận nó giữ cho cái tâm ta bình nữa. Vuốt nè ha. 7 lần. Tất cả các dùng đều là 7 lần hết nha. Nếu có người không làm được 2 ngón tay, thí dụ như đơn giản là bị khuyết tật một ngón đi, ngón này đi, mình thì nó không có giữ lực được, thì ta có thể dùng 2 ngón tay cái này, ta để về nè, ha, à, rồi để nè, quý vị vuốt thử đi, cái lực nó sẽ nhẹ hơn mà nó đi mạnh lắm, có nhận ra được không? Nhớ cong cái ngón tay lên, đó, há cái miệng chút, rồi ngậm nhẹ lại vuốt thêm cái lạnh, cái lực nó đi sẽ mạnh hơn. Dù đó đi vậy đó, nó sẽ cái lực nó rơi á, theo lực rơi á, nó sẽ mạnh hơn. Ở dưới gì nào chưa làm được? Dạ, đúng rồi nè. Vuốt vậy đó, một chiều thôi nha, trên con đường một chiều. À, đi xuống mà nhớ rảnh này là thả nhũ nhai miệng ra xong ngậm lại vuốt ngay cái rảnh là trúng, là trúng. Quý vị có thấy đó chưa? Đúng rồi, đi theo cái rảnh, đi theo cái rảnh, ngậm miệng lại vuốt, nhận ra cái rảnh không? Mình vuốt thấy cái rảnh là trúng à? Thì vừa trị viêm họng nè, làm tâm tai là mát sáng nè, chống rót mạch, làm cho nhẹ khớp vai nè, chống đau lưng nè, còn muốn gì nữa? Sướng quá phải không? Ok, sau khi mình làm cái lỗ tai xong, động tác thứ nhất, dùng thứ hai, ta vuốt từ cái mí tóc trán là chỗ này nè, chỗ cái điểm chân cùng của mí tóc, ta vuốt từ trong ra ngoài, cái chữ dùng đó trong sách mô tả là việc thượng tinh, vuốt từ trong ra ngoài, cũng vừa giải quyết cho mắt sáng, cái chỗ nãy nói cái cô mắt không đảo nhãn á, là giải quyết được đau lưng, đau thần kinh tọa, giải quyết chỗ này. Vuốt ngang ra chỗ ta rẽ ngôi cái tóc à, vuốt ngang này. Nha. Nếu chỗ nào bị đau, ta vuốt cho nó 7 lần. Còn bình thường cũng vuốt 7 lần thôi. Nhưng mà không đau, bỏ qua, vuốt cái step thứ 3. Ta chụm 3 ngón tay lại, ta vuốt từ trên xuống. Từ chân mí tóc cho tới đầu mày cũng vậy. Ta vuốt như vậy nè, làm cho đầu nhẹ, mắt sáng, chân ấm. Tức là không bị lạnh chân. Xong chưa? Cái chuẩn của nó gọi là chăn mí tóc là việc thượng tinh này nè. Thì có người hỏi tôi rằng, thưa thầy bây giờ cái đầu sói làm sao lấy? Ha. Thì ta có một nguyên tắc là ta đo từ cái ấn đường nè, cho tới đầu mũi nè, ta dùng một cái con ba, ta quay 180 độ. Thì từ ấn đường tới lỗ mũi dài bao nhiêu, tức là tương đương từ ấn đường tới chăn mí tóc bấy nhiêu. Hiểu không? Cái chân mí tóc nó sẽ ngang cho nó, cho ai bị đầu hối. Như vậy ta vuốt không có đặt. Đồng ý chưa? Sau đó ta xoa cái động tác thứ tư là xung quanh mắt. Hồi nãy nói đó, lỗ tai thuộc thận, thì con mắt thuộc gan. Ta xoa xung quanh mắt đó, là ta cũng làm ngược lại làm cho mắt sáng. Ha. Và tiêu hóa tốt, ta chưa dùng này. Đặc biệt đối với phụ nữ, có biết tại sao phụ nữ thích xăm lông mày và hay kẻ mắt không? Thích biết sao? Trời xanh ra vậy. Cái chỗ đó là cái tuyến phát dục của con người. Cho nên tại sao người ta tu, người ta phải đóng cái mắt lại lại. Đối với phụ nữ nó liên hệ tới hoài trứng và tử cung ở đôi mắt. Đối với đàn ông nó liên hệ cái dịch hoàng. Cho nên ta càng lớn tuổi ta sưng cái mọng mắt dưới này nè,
đối với phụ nữ đó là cái hệ cái tuyến phát dục á, gọi là cái uterus đó, đối với đàn ông là testosterone, cái đó nó sệ không có con nữa. Cho nên hầu hết ta thấy cái này nó thâm đen nè, khi ta mất ngủ, ta tiểu đêm á, chỗ này nó sưng lên, cái ngoại thận nó cũng sẽ yếu theo, mình gọi là bị trệ khí. Cho nên đôi mắt thấy như vậy á, đúng là cửa sổ của tâm hồn, mà cũng là nơi đó rước giặc vô nhà dữ lắm. Cho nên ta xoa như vậy nè, là ta giải quyết cái lá gan, ha. Người bị bệnh gan mà la da nó mắt, cái tròng mắt nó hay vàng lắm đó, vuốt xung quanh vậy. Sau đó rồi gì, dùng thứ năm, ta dùng sống bàn tay nè, ta vuốt từ đầu mày và xương cắn dọc theo khắp lệnh là cái nhăn này nè và bọng má nè, tới đây nè, ta vuốt nè 7 lần mỗi bên. Vì hai cái mình làm hơi khó phải không, mình làm từng bên cũng được, mỗi bên 7 lần. Nhớ dùng cái sống bàn tay của tiếng ngón út. Cái lợi ích của nó là gì? Là hai chiêu mà ta quýnh một chưởng. Cái ngón tay út của chúng ta đó, ta áp dụng luật sống đồng sống á, thì sống tay đồng với sống linh. Trên cái sống bàn tay nó liên hệ hai kinh là kinh tiểu đường và kinh là tâm kinh. Cho nên ta vuốt cái hai bên từ xương căn cho tới bọng má chỗ này nè, là ta làm tăng cường hô hấp và cải thiện nhịp tim. Nếu nhịp tim quá chậm, nhịp tim quá chậm cũng chết nha. Có người nó đưa tới cái tim bỏ nhịp, tức là tim để về nó nhảy hai ba cái nó ngừng, nhảy hai ba cái nó ngừng. Ta vuốt như vậy đó là ta cải thiện cái hô hấp và điều hòa được nhịp tim, đặc biệt là bên tay trái. Bên tay trái là thuộc tim nha. Động tác thứ sáu, ta dùng cái bàn tay của ta nè để nhắc lại nè. Ta lấy cái này làm cái miệng, miệng giống miệng, đặt vô miệng nè. Ngón tay trỏ nằm bên trên tay phải của ta. Nhớ là bắt đầu từ tay phải của ta, đi qua trái, giáp vòng cái miệng, gọi là xoa để tránh, để chống táo bón. Nắm được chưa? Mà nếu ta dùng tay trái á, ta cũng để giống vậy, ta xoa ngược từ trái qua phải á, là ta chống đi tiêu chảy. Cho nên đừng có xoa lộn nha, xoa lộn mà lát hiệu à. Nếu ai bị bón quá, bị đóng bê tông lâu ngày quá đó, dùng ba ngón tay nè, hai ngón tay trên là trỏ và giữa, còn ngón dưới là ngón cái, ta vuốt nhẹ nhàng vậy nè. Nó vuốt giống như mình vuốt một cái, mình rờ bằng cái cảm giác coi nó nhám, nó trơn hay là nghĩa là phân biệt cái độ nhám trơn vậy thôi. Rất mỏng nhẹ nha, ta vuốt khi nào ta rùng mình là ta đi cầu được. Ai gọi là bị đóng bê tông á, có hiểu đóng bê tông rồi phải không? Cứng quá trời ơi, cứng. Ok, thấy nó đơn giản như vậy mà cái phần trong cái sinh hoạt của con người đó, thì cái táo bón là một cái vấn đề nguy hiểm vô cùng. Nó là con người của mình thì mình gọi nó là cái ruột già, chứ nó trong nhà mình nó là cái gì? Là cái washroom á, đi đóng quân mà không có cái hú xí đó là một là dễ chết. Tại vì đêm rủi ăn đau bụng còn bụng năm ông nhảy vô hố là địch nó bắn là chết liền. Mà cái chuyện đó có thật. Khi chúng tôi học trong quân sự đó, làm một cái bài đại đội đóng quân như vậy rồi ha, đi tối nay anh phục kích đêm ở đâu, cái hố để anh ngăn chặn địch xâm nhập ở đâu, tất cả mọi thứ gì thiếu cái lỗ hú xí rồi đánh rớt liền. Thấy như vậy mà cái chuyện vệ sinh vô cùng quan trọng. Một ngày nào nó quý vị thử đi lên cơ bác đi vòng mà quý vị tưởng tượng rằng thế giới này không cần làm gì hết, tự nhiên cái hệ thống nó nghẹt hết, quý vị coi mình sẽ chạy như điên luôn. Cho nên cái táo bón thấy nó đơn giản như vậy mà khó trị vô cùng nha. Khi ta bị bệnh đó thì nó hậu quả là cái gì? Colon cancer, bị ung thư đại tràng. Cơ thể mình nó hay lắm, không có gì thiếu, không có gì thừa hết á. Tại mình khinh thường nó là nó làm cái nhiệm vụ dơ. Cho nên không dơ, không sạch, không thiện, không ác là chỗ đó, nếu mình biết được cái giá trị của nó. Rồi, cho nên bác sĩ ở đây đó, người ta văn minh là 55 tuổi trở lên, bác hầu hết bắt đi khám, soi ruột, coi thử ở trong ruột có bị gì không.
Còn nếu mình không chịu làm cái điều đó thì hậu quả xảy ra là cái gì? Đau trĩ, loài dương, lâu nữa là trĩ mạch đơn, ba thứ về gặp thầy ba cụ ông người xưa mổ cắt xẻ đốt, nó đủ thứ chuyện phiền toái. Ok, giờ nhắc lại sáu dùng chiến thuật đầu tiên ha. Thứ nhất hai bên lo tài, thứ hai mí trúc đá, thứ ba mí trúc tái thuốc đầu mày, thứ tư xung quanh hốc mắt, thứ năm hai bên giềng mũi má, thứ sáu xung quanh miệng. Không chưa? Tại sao chúng ta phải sử dụng ngón trỏ này? Ngón trỏ thuộc đại trường kinh rất quan trọng, bởi vì nó ruột già, nó kết hợp vô đây mới là ruột già. Bởi vì trên mặt của chúng ta đó, miệng đó, tương đương vị trí của rúng, thì ruột già nằm ở vùng của rúng này, cho nên ta xoa đây thì nó giải quyết được những cái gì của ruột già bị táo bón. Đó chưa? Bây giờ tới dùng thứ bảy nè. Đầu nào cũng là đầu, muốn chữa cái đầu thì dùng 10 ngón đống tay mà khám. Khám 10 ngón lâu quá, chụp 10 ngón tay về cào luôn. Ta vuốt từ đằng trước ra đằng sau, từ trên xuống dưới. Ta kích thích như vậy đó là các cái đường chân tóc và mạch máu của chúng ta hoạt động, nó làm cho cái đầu ta thanh thản. Thí dụ ta vô đạo tràng, ta ngồi ta tụng niệm hay ta làm việc trước còn bị ta lâu quá có giờ rét, ta thử ta vuốt như vậy một lát cái đầu ta nhẹ liền. Tại vì trên đầu của chúng ta có bốn cái huyệt gọi là tứ thần thông, và một cái huyệt quan trọng gọi là bá hội, hay là có người đặt là bách hội, là trăm huyệt giao nhau ở đó, cho nên đặt là bá hay bách. Cho nên chúng ta vuốt như vậy đó là máu nó sẽ lưu thông khắp đầu của chúng ta, nó từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, nó làm đầu của chúng ta không bị stress. Nắm được chưa? Ai mà gọi là quen tay đó, đi vào cho tới cái chỗ chuyên môn rồi, nó có thể dùng như vậy. Đây nè, ha, để tay vậy ha, đặt vô hai thái dương, hai ngón cái vô hai thái dương, ta vuốt từ đằng trước ra đằng sau và từ trên xuống dưới. Khi bắt đầu lên tới cái đầu trên này nè, thì cái khuynh hướng cái đầu ta to, ta siết năm ngón tay, bốn ngón tay lại với nhau, tay ngửa cái đầu về sau thì tự động hai ngón cái đúng vô hai gân cổ gáy. Ta vuốt như vậy làm cho đầu nhẹ, mắt sáng, chân ấm, đặc biệt là hạ huyết áp. Vuốt nè, hai ngón cái. Bởi vì hai ngón cái này đó, nó liên quan tới cái vùng huyệt của mắt. Nếu cái đường chỉ ngang của ngón cái này mà chúng ta bị trầy, bị đau là dấu hiệu báo là cái giác mạc của chúng ta bị viêm. Có người bị viêm giác mạc, thí dụ như đặc biệt là bị khô tuyến lệ đi, thấy nước mắt như vậy nó mà quan trọng vô cùng. Nếu trong mắt của chúng ta thiếu đi một cái chất nước mắt nha, thì bụi nó đưa vô đây nó rớt lỡ rồi đó, không có cái gì đưa nó ra, cho nên nhờ nước mắt nó mới đưa cái bụi đó ra. Quý vị thấy trời xanh không có chỗ nào thừa thiếu không? Cho nên nếu cái mắt mà bị khô chiến lệ, bác sĩ phải cho một cái loại thuốc đặc biệt để nhỏ gọi là nước mắt nhân tạo. Nếu không con mắt ta bị mù. Cái giọng, cái giác mạc của chúng ta phía trước này nè, nó giống như cái kính xe vậy đó. Nắng quá nó bị bể, nó nhăn nheo, lái ta không thấy được. Đúng không? Có cái ai lái xe mà cái kiến mà nó bể nhăn vậy lái được không? Lái chừng trăm thước chạy vô shop đi sửa liền, thay liền, hoặc kêu người ta tới chứ đâu dám lái đâu. Thì cái con mắt mình á cũng vậy. Cho nên nếu cứ cái giác mạc người ta bị thương á, thì ai tặng chúng ta? Những người đi trước chúng ta, họ để trên cái donation là tôi hiến tặng bộ phận của tôi lại cho người ta, để ta mới cắt cái đó liền, ta gửi gấp về cái nơi chúng ta get like, ta được cái ưu tiên nó gắn liền cho chúng ta. Nếu không để quá bao nhiêu giờ là không gắn cái đó vô được. Rồi cái chuyện này mình sẽ nói sao ha. Nhưng mà gắn ra như vậy cho thấy rằng trong con mắt chúng ta vô cùng quan trọng. Không có một cái gì mà không có cái chức năng của nó hết. Khô nước mắt cũng không được, mà nước mắt mà chảy ra ngoài thì sao? Thì là bị cataract. Tại vì con mắt nó bị che,
thì ngay lập tức phản ứng của mắt phải đẩy cái vật lạ đó ra. Đẩy bằng cách gì? Để cho nước mắt nó trào ra, để đẩy ra. Mà nước mắt càng trào mà ra không được, đi khám mắt là cường mắt. Thấy cơ thể chúng ta nó biết tự chẩn bệnh không? Nhưng mà mình khinh thường nó, mình cho nó ô đồ dỗ, mình không chịu làm. Nó biết tự chữa bệnh cho nó nhận thức bệnh trước khi nó xảy ra. Cho nên mới gọi là triệu chứng bệnh học, khoa học. Cả cái dictionary vậy, không hết nổi những triệu chứng. Do vậy trở lại vấn đề là sau khi ta thoa như vậy đó, là cái này là việc mắt nè. Cái thứ hai là nói luôn lắm, đôi khi tới đây ta không nhắc lại. Cái mắt ở đằng ngoài sau chỗ gần móng á, nó có ba việc: minh nhãn, phụng nhãn và thần nhãn. Ba cái việc này nè, ta áp dụng luật mắt cầm mắt, nếu ta nhắm lại vậy nè, phải không? Thì nó giống cái này, giống cái nếp nhăn này nè, mấy cái nếp nhăn này ta xoa. Ta xoa chỗ này mà đau á là ta giải quyết được con mắt, hiểu không? Còn ở chỗ này đó là mắt rồi, cái gì mà gần mắt là tai. Có ba cái huyệt nằm ở trên này gần móng nè: thiếu thương, trung thương và lão thương. Trị được cái tai bị có mụ, một con mắt. Bởi vì nó nói tại sao tiền nhân mình đặt là ngón cái mà. Ngón chân cái bị cục cũng dễ ngủ. Hồi xưa tôi có ông thầy trị vật lý á, ông bị cục ngón tay nè. Thiệt, chứ khi ông đi lính á, người ta đuổi ông về. Tới cái tuổi đi tình viện á, ông cầm cục phấn tội nghiệp, nó cục rồi ông cầm gì á, đẹp lắm. Cho nên cái ngón cái và tay cái, ngón chân cái đều có một cái giá trị rất quan trọng. Cho nên mỗi ngày lấy ngón tay cái và ngón chân cái kết hợp với nhau mà so nắng á, người ta gọi là kết hợp được hai việc: thiếu thương và ẩn bạch. Người ta kết hợp cái công năng của nó gọi là quỷ khóc thần sầu. Nó mạnh tới cái mức như vậy, tức là nó trị được cái chứng tâm thần phân liệt. Trịnh bị hay quên á. Như vậy mỗi một ngày muốn chống hay quên, lấy cái ngón tay cái này nè, mằng cái ngón chân cái chơi. Vừa giải quyết được cuộc sống, vừa giải quyết được chống lão hóa, đặc biệt là chứng giảm trí nhớ. Ngón tay cái bóp vào ngón chân cái mà xoe, vừa giải quyết đầu gối, vừa giải quyết lưng, vừa giải quyết mắt, vừa giải quyết trí nhớ. Bây giờ bảy dùng rồi ha. Và nhắc lại trước khi đi cái step thứ hai nè. Cái step thứ hai khó hơn. Thứ nhất lo tài, thứ hai mí tóc trán, thứ ba xuống tới đầu mày. Nhớ là quanh quay only nha, đừng có đưa tới đưa lui tại gia. Đưa lên rồi đồ đưa xuống rồi, chứ không có đẩy tới đây luôn một lần, hiểu không? Ở da đây mình dễ chơi bị nó mỏng á, xong xoa vòng quanh nè, cũng vậy bảy lần xoa xong quanh nẹn, cào cái đầu. Biết nghe làm nữa thì vuốt về hai chiêu một lúc, đẩy lên đằng trước ra đằng sau, đẩy đúng vô cái gân cổ gáy, xong chưa? Liên tục luôn nè, tay này đưa hoa nè ha, tay đưa hoa ha, okay. Rồi xong chưa? Thì bóp đây nè, bóp ngay cái cổ gáy gân gáy nè, cái tay này phải đưa về, cái đưa về thì tay này đưa hoa nó thu hẹp cái diện tích lại. Còn nếu cái tay này không đưa qua nó căng, nó dài, nó bự, cái gió không tới, nó đưa qua thì vô. Ta bóp từ chỗ cột sống cổ, từ chỗ T1 và T2 và C7. Ta bóp cái ù lại kì á, cái cục u bự á, ta bóp từ đó đi ra tới hai đầu dây. Một là đầu dây nè, dây thứ hai ở đâu? Thì đi ngược lại, làm sao? Đúng không? Đi ngược lại. Rồi, xong gì vậy? Ta lòn qua nách nè, sẵn nó luôn. Ta bóp cái cơ nách nè. Thấy cái cơ nách không? Thấy cái xương bả vai không? Cái điểm tiếp xúc đó ta bóp như vậy đó, mà ta trị được con mắt bị khô, bị khô tuyến lệ. Ta bóp vậy đó ha. Xong ta đổi tay nè, làm sao? Giống vậy nè ha. Ta bóp trị được cái chỗ cái cục thịt mà con mắt nè, mà nó sưng, nó bự, nó to ra đó là phải đi cắt bỏ. Mà cắt bỏ đầu 6 tháng sau vẫn mọc lại nha. Chứ không phải là thấy gì là chúng ta cắt là xong đâu. Mà Tây Y người ta không có phương pháp nào chữa khác hơn cái đó hết. Người ta phải cắt bỏ ra. Vậy mà bóp hai cái cục thịt nách này này,
hai cái cục này nó tan. À, để thở một chút. À, cảm ơn con. Thế là tới cái giai đoạn này là bắt đầu khó nè, hơi khó nè. Thành thử cho mình nghỉ chút xíu, ok? Không, nói vậy cho... Thờ tay này mình dưới này mình bóp dưới này. Hiểu không? Hai cái động tác mình một lúc. Nếu mình làm không quen rồi mình cứ đổ tay nó sẽ lộn chiều. Nè, bóp đằng sau phải không? Thì đồng thời xong rồi gì, tay này bóp qua cơ nách. Thấy chưa? Mấy cái con ngài y là võ mà. Y võ học là vậy đó, nó liên quan với nhau. Mà nó minh triết của nó là y đạo. Thành ở trên đây người xưa đó, quan niệm cái gì cũng quan trọng hết á. Cho nên tôi nhiều khi tôi nói thiệt cái này, tôi nói qua mà tôi nói lại nghe, tôi nói lại cái gì mà bỏ qua đừng giận tôi nha. Có nhiều người xin lỗi đi đăng một cái dòng tin báo không để ý điều này. Mình á có một cái khả năng tự tồn rất cao về cái sức tự tồn mà mình không biết. Hồi xưa đó cha ông mình hay lắm. Hàng năm khi người ta họp để viết từ điển á, chữ Lý mà viết như vậy đó là cho chữ Lý Nhí nè. Cái đồ Lý Nhí lằng nhằng. Nhưng mà khi người ta viết chữ Lý như vậy đó, có nghĩa là đạo lý, là vật lý, là địa lý, chứ không có chữ lý nào y ngắn cái kiểu của mấy con trai già bây giờ. Cái thứ đó là thứ vô học mà lại là vô hậu luôn. Nó không biết cái đạo lý gì để mà đi dùng chữ, nó viết là bậy. Cho nên chúng ta vô tình á, chúng ta đọc những cái bài báo bên đây hoặc là vô tình các tác giả là biến đánh theo kiểu này. Cho nên phải thật cẩn trọng từng chữ để cho con cháu chúng ta thừa cái lý của nó và hiểu tại sao. Chứ không phải muốn nói sao nói. Người ta kỹ tới mức như vậy nè, viết chữ tỵ mà y ngắn như vậy đó là tỵ hiềm, ganh tỵ và đố kỵ. Mà nếu người ta viết chữ tỵ như vậy đó mang cái tượng là gì, cái năm con rắn gì, cái đuôi nó dài. Phải con có rắn nào ngắn không? Con rắn nào cũng cái hình tượng nó phải dài. Cho nên người ta viết nó có cái ý nghĩa trong nó. Do đó cho nên nếu mình dạy con cháu mình tiếng Việt để ý cái vụ này, rồi nó thâm nhập vô, nó viết những chữ rất là sai, mà nó khổ nổi một số người gọi tôi gọi là pha rỏi á. Qua cái nửa chừng xuân á, nó vô tình kia không biết, nó nói làm gì có cái chữ đó, bây giờ ta viết y ngắn không, không có vụ đó nha. Y ngắn là y ngắn, y dài nó có cái nghĩa của nó, chứ không ai muốn viết sao viết. Ok rồi, bây giờ mình đi tiếp. Giờ chuyện mình nói như vậy để mình thấy được rằng tất cả công việc mình làm, nếu mình làm mà nó không có ý nghĩa là nó vô bổ. Làm cái gì nó phải có cái lý của nó, nếu không có cái lý của nó là mình không nhớ được. Cho nên tại sao mình làm như vậy đó. À, bây giờ sau khi dai đầu, dai cổ, tay đầu phải không? Bây giờ bắt đầu đi ra nè. Đi ra nè. Thì mình vuốt từ ngoài đi vô theo ba tuyến. Ngón cái, ngón giữa và ngón út. Ngón cái mình vuốt từ ngoài vô, mình để tay nè, vuốt từ ngoài vô. Ngón giữa vuốt từ ngoài vô. Ngón út vuốt từ ngoài vô. Vuốt sát lên cho tới cái khớp dai nha. Nhưng mà nếu ta mỏi tay ta làm không nổi tới người ta yếu á, ta chống tay này. Chống tay rồi ta vuốt nó sẽ mạnh hơn. Hiểu không? Nắm được chưa? Viết hoặc là ta làm gì? Tùy thuận. Thấy chưa? Những người mà môn sinh của đồng ứng liệu pháp học một thời gian á, đụng vô ai đó người nói hù đó hù sao đó, cái tay mày mềm bây giờ cái tay mày cứng như sắt kìa. Là nhờ mình cái luyện cái công này nó quen. Giờ mình nó trúng quyền cho nên người ta đau. Còn trước mình làm mình không có ý thức, cho nên mình không có thấy cái điểm đặc biệt đó, cho nên mình không, người ta không thấy đau, mình vuốt trơ trơ à. Cho nên vuốt thời gian sau học trò tôi ớt cỡ nào cũng thành bà sáu thép á. Đứng lên cái tay tự nhiên cứng vuốt vậy, thấy không? Là ngoài vô. Xong mình ngửa cái tay nè, đẩy từ trong ra, đẩy trong nách ra nè. Cái chỗ này quý vị thấy cái hai cái làn da sáng tối không? Một sáng một đậm một giờ đó gọi là cái răng. Ta vuốt đặc biệt ở chỗ cái cục cái xương này nè, cái xương cùi chỏ ở trong này nè ha,
mà ta trúng nó đau á, nó tê tới ngón út này nè. Mà những người bị năm á, tê tay đó mà ta đụng đây mà họ nghe tê ngón út là ta thành công rồi đó. Ta vuốt như vậy, vuốt tiếp ra. Ta vuốt kẻ tay giữa ngón út và áp út á là ta trì tim. Ta vuốt kẻ tay giữa ngón giữa và ngón áp út á là ta trì bệnh suyễn và tiêu hóa. Ta vuốt cái ngón giữa và ngón trỏ mà bị đau á là liên hệ tới gan. Ta vuốt cái kẻ tay ở cái ngón cái này mà bị đau á, cái gò kim tinh nè mà bị đau á, là liên hệ bao tử và cái bả vai bị cứng và cái mũi bị nghẹt. Như vậy ta vuốt trong lòng bàn tay là ta làm cho đồn rãi nó giảm đi. Lãng ông nói một câu để đời: đồn rãi trong con người của chúng ta như sương mù trong trời đất, không có cách gì làm hết được, mà chỉ có thể biến hóa nó trở thành lại những cái chất dưỡng chất trong cơ thể của chúng ta. Cho nên cái từ Đông Hương gọi là hóa đàm, chứ không ai gọi là triệt đàm được hết. Nếu mà ta cứ phun ngoài, ta khạc ngoài, người ta ốm. Thành thử cho nên cũng là mũ đó, cũng là máu đó, là tại vì nó bệnh nó thành như vậy. Mà nó hết bệnh thì nó thành trở lại máu trong, máu đỏ giống như trang này cũ à. Quý vị có thông cảm được chỗ đó không? Cho nên cái đạo lý của Đông Hương là thuận tự nhiên. Thuận tự nhiên, nước có chảy là nước trong, nước dừng là nước đục. Do vậy cho nên cái đạo lý của Đông Phương đi chữa bệnh là bất sát, không có giết người, không sát sanh, không hại bệnh. Cỏ, cây, hoa, lá vẫn chữa được bệnh mình. Ta là Phật tử, ta có biết vị thiền sư nào là thánh tổ của y đạo Việt Nam không? Tuệ Tĩnh thiền sư. Tuệ Tĩnh. Nước ta nghèo đến cái độ không còn gì để cống, mà giặt táo thì cứ đòi, không còn con đường nào khác, cúng con ông giỏi nhất nước kèm cúng luôn, dân sứ qua luôn, qua chữa bệnh cho được vua Tào. Tào Phong là Lưỡng Quốc thần y. Thần y của hai nước. Khi ta vuốt vậy rồi ha, thì ở trong này có nghĩa là tim đi ra, mà vuốt ở ngoài như vậy một chiều vô, nghĩa là mượn cái khí của trời đất đi vô, hít vào lọc ra, hít vào lọc ra, vuốt vậy đó. À, ta chà cái này để thông đường rãi. Okay. Sau đó rồi cái tay thông ha, rồi ta áp dụng công thức. Nếu ta bị cứng, nếu ta vuốt ở giữa chỗ này mà đau nè, cái rãnh giữa hai xương, ở đây ta có hai xương nè, một xương quay và một xương trụ. Cái cẳng tay này nè, nó có hai xương, một xương quay và một xương trụ. Mà cái kẻ tay này mà ta vuốt vô đau á, có nghĩa là cái gáy ta đang cứng. Đối với phụ nữ mà nó đau ở tiết đoạn giữa này nè, thường đôi khi nó ảnh hưởng ở khối u ở ngực, hay gọi là những cái khối lạ đó mà người ta tìm á, người ta gọi là sợ nó cái triệu chứng của breast cancer, là cái đoạn này bị dễ bị đau tức ngực đó, ta vuốt vậy xong chưa. Người ta vuốt bên trong này là thuộc tâm kinh đi ra. Ở chỗ này nè, nó có ba huyệt quan trọng, gọi là huyệt đại lăng một, đại lăng hai, đại lăng ba. Ba cái huyệt chỗ này nè, nó giải quyết những chất độc. Cho nên tôi khuyên các môn sinh khi đi ra phi trường á, sau khi ra rửa tay bằng nước nóng và xà bông xong á, lau tay khô á, thọt cái tay mà cái loại mà đặc biệt nó ngập cái bàn tay mình vô ở trong á, để mà mình sưởi nóng á, thì mình thấy á, ông canh đúng ngay chỗ này của mình nè, hay lắm. Không biết có gì Bồ Tát nào chế được cái máy đó, thọt vô thì cái sức nóng nó tỏa ra đây này, chúng ta không bị nhiễm trùng, ta không bị những cái virus ở trong công cộng nó bị bay tỏa, đặc biệt ở phi trường bến cảng nó nhiều cái loại virus. Cho nên sau khi rửa tay nhớ là ba cái việc đại lăng này nó trị viêm lọc. Cho nên người xưa khen rằng huyệt đại lăng là nằm ở trên kinh tâm bào, mà nối hợp được cái kinh tâm tiêu là hai ngón này này, tâm bào và tam tiêu mà nối được với nhau đó là quan quyết độc sức yên. Cái cửa là quan, hải nam quan á, quyết là máu, độc là chất độc, xuất là đi ra, yên là khói,
quan quyết độc xuất yên, có nghĩa là những chất độc sẽ biến thành mây khói mà đi ra. Như vậy trên bàn tay của chúng ta, sau khi ta xoa xong, ta để ý mấy kẻ tay này và ta áp dụng công thức dặn nút chai, một cái dặn về dặn ra, một cái dặn vào, tức là hai cái dặn được chiều. Mà cái tay này đó, cái tay bị dặn á, được rút từ từ kéo vô vậy nè, cái gì thấy không, kéo ra tới đầu ngón được chưa nè, kéo cột ra cho tới đầu ngón là hết. Làm được không? Con này được rồi đó. Ừ, nó gần được vậy đó. Mà ta đi theo công thức 4 trước 1 sau, gọi là 4-1. Rồi số 3, rồi số 2, 5. Mà ta dặn như vậy đó, hết rồi. Nó đợi tôn kém. Có người nói thầy ơi khó quá, em làm được, em vuốt vậy được không? Không sao hết trơn á. Miễn sao miễn, mình vuốt mà mình tìm được điểm đau là ok. Thấy chưa? Đừng có sợ hôm nay chặt ngày mai nó sẽ trúng. Đây bây giờ tay này nè, từ trong đi ra ngoài nè, tay này đút vô mà tay này kéo ra nè, giữ nguyên nè, thấy không, đúng không? Vuốt thì ra nó quen à. 4-1-3-2-5 xong chưa? Ta vuốt như vậy á là ta giải quyết được cho cái phần phế nè là ngón cái, đại trường là ngón đỏ, tâm bào là ngón giữa, tam tiêu bộ tiêu hóa, gáy cổ cột sống nằm ở ngón áp út, tâm và tiểu trường nằm ở ruột non. Cho nên khi cái tâm ta bất an á là ta bị tháo dạ. Quý vị thấy người xưa hay không, một ngón út thôi mà liên hệ cái khai kinh tâm và tiểu trường, cái tâm ta bất an á, cái bụng ta muốn tháo dạ liền, một ngón này thôi. Cho nên khi ta viết ta làm ta phải biết cái ý nghĩa của nó, còn nếu không á người ta gọi ô mấy cha thầy mò, nó làm bậy vậy không biết trúng không. Nhưng mà nó không trúng cũng sao, gì ngoài da mà nó trúng nó có nghĩa lý sâu xa bên trong. Rồi sau cái tay đầu thấy không, bây giờ mình xuống mình khai thông cái chân, mình ngồi như vậy nó mới tăng cái diện tích. Mình bóp từ trong háng ra nè, bóp kín từ trong háng ra cho tới má trong đầu gối, chỗ nào nó đau ta quay trở lại ta bóp cho nó 7 lần, cũng bóp một chiều thôi. Thấy chưa? Để ý chỗ nào tiểu đường á là ngang ở giữa này sườn đau, ta bóp 7 lần. Xong chưa? Ta để chống bị tim, bị tê chân. Cái thứ hai ta làm cho thông tiểu. Cái thứ ba chống bị phù nề. Sau đó gì? Tại vì buổi sáng mình thức dậy mà. Mày bắt đầu mình ủi này nha. Nè con nhà nông á là mình phải biết ủi, không biết ủi là không cày bừa, không cày bừa đất không tơi, đất không tơi thì không có thể gieo xạ được, không trồng lúa được. Đấy. Mình ủi nè, nắm hai cái bàn tay lại giống như thợ mộc cầm cái bào. Ta ủi từ trong này ra, tại đây mình làm còn dài khó phải không, mình ủi từ trong ra nè. Thấy không? Khắp kín cái đùi ra không? Từ cái phần bên đây qua tới bên đây ta ủi. Chỗ nào nó đau ta ủi cho nó 7 lần, hiểu không? Ta làm như vậy nè mà ta giải quyết được tiêu hóa mỗi ngày. Có nhiều người bị hát bơi, có nhiều người thường bị ăn bị ở, ta cứ làm về một thời gian nó hết. Thấy chưa? Được chưa? Một chiều, luôn luôn một chiều nha, đừng có đi hai chiều. Tức là lấy ủi ra xong rồi lấy lên ủi tiếp, lấy lên ủi tiếp, không chưa? Mà lưu ý chỗ nào đau thì ta chà cho nó 7 lần, ok. Cái chỗ này mà đau á, phía trong này mà đau á, má trong đầu gối nè, nhớ lấy cái đường trung tâm là má trong là đúng á, má trong nè, này má ngoài nè, này má trên nè, này má dưới nè, ha. À, chỗ này mà đau á, có nghĩa là chân dễ bị phù nề và tê chân, đồng thời ảnh hưởng tới tiểu đường. Ở bên giữa, bên ngoài này nó có cái hạt đậu ngày qua tôi ấn cho mấy vị đó, mà đau đầu gối đó, mà chỗ này mà đau á là ta giải quyết cái chất nhờn của đầu gối bị thiếu. Như vậy ta ủi cái chân này không là ta đã giải quyết được cái chứng đau đầu gối rồi. Ở trên này ta chà hồi nãy thấy vậy phải không, là ta đã giải quyết được cái chứng tê tay rồi. Quý vị thấy quý một bài học mà quý vị có đầy đủ hết các khoa không, mà vô tình quý vị chữa bệnh quý vị không hay, gọi là thông bất thống.
thống bất thông là ý nghĩa chỗ đó. Còn bình thường mình nghe ta nói vậy mình không hiểu gì, nó mấy chai nó còn bậy, thông bất thông, thông bất thông là cái quái gì. Bây giờ mình làm vậy đó gọi là khai thông kinh mạch, nó ảnh hưởng hết toàn bộ với nhau, về từ tim mạch cho tới tiêu hóa gân cốt, đủ cái đồ gối xong không, của đồ gối bên này giống vậy gì. Bây giờ mình nhớ cháu ngoại cháu nội nè, mình bẻ má em bé nè, cái má nè, cái khớp nè, ai mà bị gao á, tay gọi là gút á, thì đụng vô đây đó là nó đau như dao cắt, dư kết chua, bóp vô này nhéo về nè, ha, nhận ra cái eo này chưa, nhận ra cái eo là trúng chứ phải trong này nè, cái eo cái gò này nè, đó bóp về dài vậy nè, đó. Anh nào mà mình nó trời ơi đựng vô là thấy cái mặt nó dễ thương lắm, làm nó đâu múa tới nó à, xong nó đi ngang tại vậy, ở chỗ này cái sống ông Nguyễn phải không, đi ngang qua cái khớp nó có hai quyệt quan trọng, quyệt tâm cùng là quyệt túc tâm lý, quyệt ở ngoài là quyệt dương lăng, trong bát hậu quyệt, quyệt dương lăng là chủ gân. Cái từ của tiếng Hán Việt gân với căn giống nhau, gân căn can, gân căn can ba chữ nó giống nhau. Gân có nghĩa là ven, ven, cái ven này nó có đàn hồi được hay không á, những cái ven máu của chúng ta đó nó giống như những mạch nước chảy trong thành phố, mà ngày nay người ta phải trang bị lại bằng cái ống thủy, ống hồi xưa là ống đồng hay là ống cống bự ha, bằng xi măng, bây giờ người ta có thể làm một loại ống plastic, cái chất plastic á nó mới đủ cái sức để nó đàn hồi. Thì cái ven trong trời đất xanh cho ta đó, tạo hóa ban cho cũng giống vậy, nó có tính cách đàn hồi gọi là dẻo, cho nên nó mới co bóp để mạch máu đi đủ hướng từ đây về tim trở lại. Chứ thật sự cái tim ta chỉ bóp và buông thôi, nhưng mà khi nó hút máu trở về đó, mấy cái anh này phải phụ nó, phải đẩy cho máu đi đúng hướng, cho nên cái tim ta mới nhẹ. Còn nếu không á, cái máu nó cứ dồn xuống chân, nó phình đại ra ngoài á, ta thành cái chứng tĩnh mạch trướng, hiểu không, là trướng mạch á. Cho nên ta nắm ở cái việc dương ăn này là giải quyết cái gân, ta giải quyết cái bệnh mà đau lưng, đau dây cứng lưng mà không biết tại sao. Kế bên đó là việc túc tâm lý, túc là chân, tam là ba, lý là dặm, đi ba dặm mà cái chân thì không biết mỏi, ngon không? Có cái thuốc nào ngon hơn cái đó nữa không? Thành thử ta nắm đây ta nhíu này, hai việc đồng lúc là ta giải quyết vừa túc tâm lý vừa dương năng, đồng thời ta giải quyết trên vị kinh, túc tâm lý nằm trên vị kinh. Cho nên nhịp tim đập nhanh cũng là do nơi bao tử. Mà nhịp tim mà đập đôi khi nó bình thường thì không sao, mà niềm tin để ý với người ăn mà trúng thật á, cái tim mà đập nhanh lắm, tại vì cái bao tử nó co bóp để nó đẩy ra, nó đẩy không được thì nó ép cái cơ hoành, nó ép cái cơ hoành nó đẩy quả tim, tim đập nhanh trên mặt mày xanh dần á, nhưng tưởng tim mà không phải tim, đôi khi nó là do bao tử đó. Cho nên ta bóp ở đây nè là ta giải quyết cái chứng đó, nghe nè. Quý vị mà kéo mà đau là trúng quyệt, còn quý vị mà kéo chưa đau là quý vị dùng sức quá nhiều như nó mới ra thôi ha. Rồi là ta phân qua đầu gối phải không? Bây giờ nếu ta bị đau lưng, ta có cái ghế nhỏ ta kê lên vậy nè, ta mới nắn cái đằng sau này nè, quỷ trung, quỷ dương và quỷ âm, quỷ dương, quỷ trung và quỷ âm, ta nắn ngang cái khớp này nè, ba điểm nó thẳng hàng với nhau trên cái hình vẽ này nha. Đây, cái nếp nhăn đầu tiên ở ngoài này gọi là quỷ dương. Trên cái đường gấp ngang giữa này gọi là quỷ trung. Cái ngang, cái đường ngang ở trong má gối trong này nè gọi là quỷ âm. Ba đường nó sắp thẳng hàng với nhau, thấy không? Cái chỗ này đó, cái danh từ y khoa đó, tiếng Việt mình đó là người Nam nói sai. Người Nam gọi là nhượng, người Bắc gọi là khoeo. Khoeo trúng hơn là nhượng. Khoeo là cái này nè, còn cái nhượng là cái này nè.
cái nhượng là cái gót asin á, thanh trên asin á là cái nhượng, còn cái khoeo là cái này. Thành nữa có nhiều điều mình nói rằng mà mình quen bị mình nói cắt nhượng, mình tưởng cắt đây không phải, cắt nhượng cắt như này. Rồi ta làm cái chỗ đầu gối đó, đó là ta giải quyết được chứng đau lưng, đồng thời ta giải quyết được cái gì, cái chứng bị đau trĩ. Trĩ là bị sa tê thì ta bấm mũi quỷ trung nó thăng lên, thấy chưa? Khí nó ta bị trễ đó, khí nó bị trễ, người nó cứ trễ khí đi nó mỏi đã, ta bấm cái đó nó thăng khí là được. Rồi bây giờ ta vô tới cái chân này ha, vô tới hai đầu gối rồi cái gì, bây giờ tới chân nè. Quý vị ta còn sao chịu khó đứng lên chút xíu, đừng đứng lên trên ghế, mình đứng vòng vòng về gần là dễ nè. Ta dùng cái gót này nè, ta đạp trên hai gót này, gần hai mắt cá nè, gót nè, giống như chì đất vậy đó, ha, đau nè, ha, là ta trị gì, ta trị đau cái gáy, đồng thời ta trị được cái khớp vai nếu ta chà cái mắt cá tông, mà bị đau, ta trị được cái khớp vai, mà nếu cái gót chân ở bên dưới gần cầm này mà đau nhiều quá, nghĩa là cái xương mông ta hay ê. Cho nên ta chà cái gót vừa giải quyết đầu, vừa giải quyết mông, vừa giải quyết khớp vai. Quý vị thấy còn gì hơn nữa không? Không có một cái cơ quan nào mà nó con người mà chế ra bằng cái cơ quan của tạo hóa đủ chức năng này. Sau đó gì? Ta dùng cái gót, ta vuốt từ ngoài vô trong theo cái eo bằng chân này này. Ta giải quyết cái chứng bị phình bụng đau bao tử hoặc tê chân. Thấy chưa? Sau đó ta dùng cái gót nè, ta đạp từ trên mu bàn chân đi ra ngoài các ngón chân và kẽ chân. Mu bàn chân và kẽ chân giống như ta vuốt cái kẽ tay này, giống vậy nè. À, mu bàn chân và kẽ trên mu bàn chân qua các kẽ chân và ngón chân. Dễ lắm. Làm thời gian quen à. Thấy chưa? Xong ta lật nè, cái gót này, gót ngoài nè, ta chà vô cái, ta ngồi thịt vô ghế lại ra. Hồi nãy nó ngồi ra xa, lúc bây giờ bắt đầu nè. Ta chà cái mắt cá ngoài cổ chân mà tôi thường chỉ cho quý vị bị cứng cái vai và cứng cái gáy đó. Quý vị chà cho này. Thấy chưa? Như vậy nãy giờ mình đi là cái gì? Cái mặt nè, cái đầu nè, cái bàn tay nè, cái bàn chân nè. Như vậy là quý vị đi mấy cái foot massage rồi. Tay massage, mặt massage, foot massage cộng lại bằng cái Inada chair 10.000 đô. Mà không tốn đồng tin nào hết. Mà đi tới đâu không cần phải giác nặng. Còn cái gì tiện nghi hơn nữa mà tại sao chúng ta không làm? Tại vì ta không biết ta quý. Cho nên nó hôi cứ để bác sĩ chữa. Ai về đâu khi cái duyên nghiệp của mình nó khiến nó gặp cái ổng á, cái giờ đó vợ ổng dặn ổng là cái gì ổng biết, ổng tốn tâm ổng nhìn cũng ra bệnh mình. Ông cứ thôi về đi, bệnh bà bệnh khùng bệnh gì tôi tìm ra. Rồi cái mình về mình chán đời. Mỗi ngày biết tự chăm sóc cho mình, giống như mình phải soi gương, giống như mình phải đọc sách một câu triết lý của Thánh Hiền. Như vậy thân đã an, tâm chắc chắn phải an. Mà tâm đã an thêm nữa thì lạc sẽ tới. Nổi không? Dư sức qua cầu với cháu nổi. Tại vì mình không thực hiện nó thôi, cho nên mình thấy thân này không quý. Cho nên khi ta làm cái này rồi đó, tôi nói thật với quý vị, nước mắt tôi đanh tòng. Ngài dạy tâm muốn câu, cái câu nó vô cùng tâm đắc. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Thánh Tăng khó gặp. Đúng không? Còn không mình thấy cái thân này dởm, không có gì chứ, muốn chán quá, dục bả cho rồi. Ai về chính nó là phương tiện để đưa chúng ta qua sông. Mọi người giàu thiện hay ác, học hay không học, tu hay không tu, chúng ta phải trở lại thế gian này để hoàn tất một bài học mà lẽ ra chúng ta đã thuộc từ lâu rồi.
mà chúng ta đã quên, bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại. Do đó cho nên mình làm mình mới liền, mình mới thấm. Mà khi mình thấm nó rõ lắm, không cần phải dụng sức, trời tự nhiên cái thân này nó quý quá, giữ được đạo hiếu với cha mẹ. Thương người khác thể thương thân, khởi được cái tâm từ bi. Còn không giữa mình và dạng hữu nó cứ cách nhau nghìn trùng, thấy mặt cha là thấy ghét rồi, thấy cái mặt bà đó là tôi ưa không nổi rồi, thì biểu làm sao sống hòa đồng, đúng không? Ta có thương ta, ta mới thương người. Ta chữa được bệnh cho ta, ta mới cứu được người. Còn bây giờ tất cả mọi cái là lý thuyết, mà già rồi giờ không sao nổi nữa. Nói tiếng Anh thì ba rồi, nói tiếng Pháp thì ba trận, nói tiếng Việt thì cũng lộn trộn luôn, không có gì nổi nữa. Thôi giờ học cái này đi. Mỗi một tuần lễ, một tháng, đôi khi đi vô thăm người già ở viện dưỡng lão, các học trò tôi vô thực hiện cái pháp này cho các cụ vui vô cùng. Cứ làm vậy đi, các chúng cũng trao hết. Rồi, bà không tin con hả? Con mở máy nè, thầy con đang nói cho bà nghe nè, thầy con nói chuyện vui lắm. Các cụ mừng quá vui, ok vui tập. Sau khi làm xong cái gì, thực hiện cái bài dỗ gối, đưa tay lên, hít vô, lỏng tay, đẩy lên, giữ hơi đó, vào dỗ gối, thổi ra, bao nhiêu phiền muộn nó sẽ đi hết. Lên, đó, thoát bụng thổi ra, nhớ nguyên tắc, thở càng dài, hít càng sâu, cho nên bố thí càng rộng, tâm càng trống, giàu sẽ tới. Giữ hoài sao có chỗ vô, nhà có trống người ta mới đưa đồ vô chứ. Quý vị thấy đó cái luật cân bằng không? Nó hay lắm. Cho nên những vị mà như tệ lắm như Obama phải không? Tướng xấu vẫn làm vua tại vì kiếp trước ngày xưa làm phước. Là luật của muôn đời nó như vậy, không có ông vua nào mà xưa không biết tu ấy. Nhưng mà hoặc là tu dởm, tu trần trạch, cho nên ông xuống làm vua chúng tu thiệt đi luôn rồi. Cái khói đời này nó chán lắm, cho nên bây giờ mình mới kéo cái này lên. Lên, hít vào, chậm, lỏng tay, đẩy lên, nói xuống, thấy chưa? Gọi là hạng dương cử đẳng, nè, nắm nè, thấy không? Hạng dương cử đẳng. Thì quý vị khai thông như vậy, tay chân nào mà còn năm còn tê nữa, xong chưa? Bảy em như vậy rồi, thấy không? Kế, xong rồi làm sao? Ngồi rồi gì? Giờ sao? Đứng lên, giật căng kinh, phải không? Đây, hai chân ngang xếp bằng nhau, dang ra ngang bằng thân người, mười ngón chân bấu mặt đất, lưỡi đưa lên nóc giọng, tay đưa thẳng nhẹ về trước, gạt mạnh về sau, giống như ta đưa cái giọng á, đưa cái giọng á, mình không có cần đẩy mạnh, tự động nó đúng cái tần số giao hưởng á, ta nói cái giọng nó vừa đi mà ta đụng đứt nhẹ. Thấy không? Hồi nhỏ có ai từng học bài mà đưa em không? Ở bên Việt Nam mình thì vậy đó, mà hay lắm á, vừa học bài mà vừa đưa em được á, là mình đẩy nhẹ thôi. Quặt cái cổ tay này quan trọng nè, nhẹ nè, quặt nè, nhẹ nè, quặt nè. Đó, chúng ta làm gì nó lỏng hết mấy cái khớp này. Máu nó bơm ngược từ dưới đi lên, ta giải quyết bệnh liệt, ta giải quyết được huyết áp, ta giải quyết được sa tê, ta giải quyết được cái gân cốt của chúng ta mềm dẻo. Không chưa? Sau đó rồi sao? Vô đánh răng xuống biển đi làm, dùng cái máy sấy sấy hai cái lỗ tai này cho nó ấm, nóng lên rồi không cần phải khăn quàng gì hết mà đi ra không bị lạnh gáy. Chiều đi về tắm rửa xong, tập một bài con rắn, đi ngủ quên tên quên tuổi, không phải tiểu điên. Còn cái gì sướng cho bằng nữa, vàng trong tay mà không chịu thực hiện, còn đi mua cái gì nữa bây giờ, được không? Đó, mỗi ngày quý vị chỉ thực hiện đơn giản vậy thôi. Tôi nghĩ một chút xíu để quý vị có cái gì thắc mắc trong cái bài học này mà tôi chưa nói tới, quý vị thì đặt câu hỏi. Rồi, ở dưới là rồi. Dạ, thì nếu mà mình cả
cạn lỗ hoài đó, thì coi như là cái đó là cái quan phí. Trong trường hợp đó thì thầy đề nghị cách nào, không lẽ là mình rút vừa lại. Thì đó, mình chào cái này nè, thì cái đó nó sẽ biến là thành máu. Mình chào với cái việc làm này nè, đấy thì mình nói. Dạ không ạ. Thì theo con hiểu đó, là thầy nói là như là mấy cái đồn đãi của mình, khi mà mình nó lên tới miệng rồi, lên tới cổ rồi thì mình phải hạ ra con người. Thì đúng rồi, mình phải chịu. Rồi nếu còn mình làm mỗi ngày như vậy nè, thì cái đó nó giảm dần. Thì nhiều đó mình phải khạc ra hoài. Thì bây giờ mình làm vậy tự nhiên nó không ra nếu mình đâu khạc. Rồi cái gì là hỏi gì nữa không? Nếu chúng ta không có cái thắc mắc gì thì mình đi tiếp ha. Ở trong cái bàn tay, ở trong cơ thể con người của chúng ta đó, người nó có rất nhiều việc. Và có những cái trường phái người ta gọi là kinh mạch. Kinh là những đường đi theo đường thẳng, mạch là theo cái mạch và lạc nó đi với nhau, lạc ở đi đường ngang. Có những mạch nó đi đường vòng, gọi là đới mạch, giống như cái đai, đới là đai, hay là kinh mạch lạc. Nó giao nhau qua những cái điểm gọi là huyệt, qua nhau những điểm gọi là huyệt. Mà huyệt đó được nối qua những con đường gọi là đạo, cho nên gọi là huyệt đạo. Chúng ta hay nhầm lẫn với những từ, chúng ta hiểu lầm rằng chữ huyệt là cái mồ chôn. Chúng ta nói lẫn lộn với nó, chứ còn huyệt nó chính là như vậy, có ý nghĩa là cái lỗ thôi. Cho nên người Tây người ta dịch là chim khoan. Thành thử đối với chúng ta đó, ngoài cái kinh, cái hệ thống kinh lạc đó, đó người ta chia ra như là hồi sáng mình nói là kinh Huế, là kinh Đại Trường, là kinh Tâm Bào, kinh Tâm Tiêu, kinh Tâm và Tiểu Trường. Thì mỗi một bàn tay của chúng ta có 6 kinh gọi là lục kinh. Ở dưới chân của chúng ta có kinh Can, kinh Tỳ, kinh Vị, kinh Đổn và kinh Thận và Bàng Quang. Nó cũng 6 kinh. 6 kinh mỗi bên nó như vậy, nó chạy từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, nó giao hòa với nhau, gọi là thập nhị căn kinh. Những cái đường kinh đó nó đi như vậy, nó giống như những đường sức ở trong vũ trụ mà ngày nay chúng ta gói gọn lại là qua cái hệ thống Fondai này, nó phủ sóng. Dù những cái vùng tiếp cận đó, nó có tiếp cận á, thì sóng chúng ta mới tiếp được. Nếu không có những huyệt đạo để nối đó, những đường sóng nó không bắt được. Thì người xưa tìm ra được một số những cái huyệt kinh theo đường kinh đó. Những người đi đời sau thì tìm thêm một số kinh. Thì cái những đường kinh đó mà nó nằm ngoài cái hệ thống đó, người ta thấy nó có những cái công năng kỳ diệu, người ta đặt cho nó là kinh ngoại kỳ huyệt. Cái đường kinh nó đi, ví dụ từ trước nó đi, từ ví dụ từ người A cho tới Z. Tự nhiên hôm nay người ta thấy có một điểm nó đang cạn gần nó, mà nó nằm dậy, mà nằm trịch ra, mà nó lại nối được từ đây qua đây. Thì những cái hệ thống kinh đó có tác giả viết là tăng huyệt, tức là huyệt mới. Hay là những cái công năng của nó kỳ diệu quá, gọi là kỳ kinh, kỳ huyệt, kỳ huyệt. Cái kỳ huyệt này người Mỹ dịch là magic, magic. Thì đối với chúng ta đó, toàn thể cái hệ thống da của chúng ta đó cũng có rất chi ly, rất nhiều kinh, có nhiều kinh nó nói ngang qua đó, qua những huyệt mà ngày xưa người ta tìm không ra. Thì ngày nay không gọi là tăng huyệt, mà chúng ta gọi là sinh huyệt. Bởi vì môn pháp chúng ta gọi là sinh huyệt này nó khác với lại định huyệt, nghĩa là định là cố định, nó biết như vậy này. Còn sinh huyệt khi có khi không, và có ứng theo huyệt đạo là nó ứng theo từng giờ, mà người xưa gọi là nhân thành. Nhân thành cái giờ đó đối với chúng ta không dám có cái cao giọng nghĩ về cái này, nhưng mà sinh huyệt có đây có nghĩa là có bệnh là nó có báo, tức là cơ thể nó chữa qua sinh huyệt. Cho nên khi ta động nhẹ vô nó ứng thì nó giải quyết. Cho nên khi hết bệnh rồi
thì cái sinh quyền này không còn nữa. Tức là ví dụ như buổi trước bà lao đây, cái ta trà bên đây, buổi sau bên đây cũng bệnh bà lao quá, ta trà thời gian này hết đau. Thì nếu hết đau thì cái này đầu tiên nó còn ấy ảm vài bữa nó cũng hết đau theo luôn. Tức là bệnh nó sẽ giảm tỷ lệ thuận, bệnh càng healing, càng được hồi phục thì cái sinh quyền nó càng giảm dần, nó không còn tín hiệu đau nữa. Vì hiểu được cho đó không? Do vậy đừng hoang mang, đừng sợ hãi gì hết. Trong tổng quy người ta chia ra rất nhiều quyệt, nhưng mà người ta kết lại là có 13 cái đại nguyệt quan trọng trong con người mình thôi. Thật sự còn lại có 13 cái chính đó thôi. Đại nè, nhân trung nè, thừa tương nè, bá hội nè, đại duy nè, hợp cốc nè, đại lăng nè, lao cung nè, khúc trì nè, Mỹ Trung nè, Tam Âm Giao nè, Dương Gan nè, Túc Tâm Lý nè, vân vân. Đại khái có 13 cái quyền chính thôi. Không cần phải học thuộc nhiều quyền, học thuộc nhiều quyền mà không làm được gì thì cũng như không. Thành nữ cho nên không cần học quyền mà đi vào hệ thống của sinh quyền, tức là tranh lương theo cái luật của vũ trụ. Khi cơ thể đang bị bệnh là cơ thể biết tự chữa bệnh trước khi chúng ta nhận ra nó. Và chúng ta chỉ là người đặt đúng một điểm tựa, giống như đòn bẩy Archimedes vào đó thì não nó sẽ trả lời à đúng rồi đó, thì ta chỉ kích thích nhẹ vô đó thì cái sự bệnh nó sẽ được cải thiện. Chứ chúng ta cũng không phải là người chữa bệnh. Bởi vì nắm được cái đó chưa? Do vậy cho nên làm cái phương pháp này bảo đảm rất an toàn, không có sai hết á, không sợ gì hết á. Bây giờ ví dụ bấm vô mà đau thì tính bấm đau, nếu kéo da mà đau thì tính theo kéo da mà kéo, hoặc là làm một cách rất nhẹ nhàng, cái tay giống như tay gãi đơn giản vậy thôi mà báo đau thì là tính. Quý vị có tưởng tượng được rằng có những người mà bị những cái mụn mà ở trên tay đó, mình gọi là tệ, nó bị sưng mấy cục á, tự nhiên nó sưng nhiều cục trong cơ thể mình á. Cái nổ mấy cục u kỳ đó mà nó muốn sốt luôn nha, mà tìm khắp nơi không ra. Da liễu bác sĩ giỏi cỡ mấy cũng không tìm ra bệnh, đi không có vi trùng là không chữa được. Bị tay sử cái căn bản của người ta là vi trùng, mà có vi trùng thì mới có phản ứng hóa học, có cái thuốc để khắc chế. Còn khi mà người ta tìm không có nơi vi trùng là coi như là hết vườn, mình không làm sao nữa. Vậy mà cái lỗ tai mình á, trên chỗ đỉnh lỗ tai nè, ta đụng vô ra đây là tâm màng nó nhẹ nhẹ đó, ta thấy nó có một cái đốm như gãy phỏng. Quý vị thấy con nít gì gãy phỏng bây giờ không? Cái đó nó coi như cái mụn mủ đó, nó làm bên trong nè, nó lỏng lỏng nè, mà ta sát trùng nhẹ cái tay này rồi ta chích cái chỗ đó ra thôi á, mà mấy cái cục trong thân này tan biến luôn. Mà nó tan biến gần như trong rất là nhanh trong một đêm. Do đó cho nên ngày xưa đó, khi tôi áp dụng cái bộ tiêu viêm lần đầu tiên, con của người học trò tôi bị một cái gãy phỏng ở trên đầu này, dẫn tới nó làm sao về chữa nó, mình nó khóc quá nóng lên nó ngủ được, mà cái gãy phỏng nó nằm ở trên này cũng tương đối lớn bằng đầu ngón tay. Thì tôi muốn nói thôi, giờ chỉ có cách là tại vì như nói này đó, đồn rãi là tại vì máu huyết nó không lưu thông mà nó biến thành đồn rãi. Thì giờ làm sao cho máu huyết nó lưu thông được thì đồn rãi không còn, thì ngủ màng ngoài da cũng giống vậy đó. Thế tôi muốn trong năm nguyệt ấn đường cự liêu chuẩn đầu thừa thương nhân trung, đêm ngủ sáng dậy con bà tới bà ăn vào mắt cá bà cho thấy cụ vụ gì, nó chạy rệ quá, con nhỏ nó bị cái mũi lì mà trong đêm qua giờ nó hết. Cho nên đó, cái quyệt đạo ở trong người nó trả lời một cách đáp ứng rất rõ ràng. Cái não khi ta bị bệnh á, nó để lại một cái tín hiệu, mà cái tín hiệu đó nếu chúng ta đáp ứng đúng đó, giống như ta bấm chuông đúng cái cửa nhà đó, thì cái người chủ đã ở trong này đổi gì, ý thức đi ra mở cửa cho chúng ta vô. Cho nên cái từ đó mà người học trò tôi mới dùng cái câu là corresponding response, tức là cái phương pháp này là phương pháp hỏi và trả lời. Nếu người ta trả lời à có chủ dân ở nhà mà anh vô thì anh vô, tức là nó có ứng thì anh mới dùng, không ứng thì không dùng, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như bây giờ táo bón nè, mình tưởng tượng chóp mũi này nè,
là nó giống cái mông, tưởng tượng cái mũi giống cái mông phải không? Thì mình chỉ dùng cái nhẹ đi, mình vuốt nhẹ vậy thôi, không có vuốt hoài, vuốt rất nhẹ thôi. Mình đụng vô nè, gần như là một cái cảm đó, mình đụng vô mà mình nghe nó rùng mình là ok. Nhưng mà trước khi mình làm nó đó, là mình phải xoa xung quanh cái miệng ở cái kinh đại trường để giải quyết cái cho cái nhu đồng ruột nó hoạt động nó đã. Sau đó là mình mới dùng ba ngón tay mình vuốt cái này để cho nó đi theo cái cửa hậu môn nó ra, hiểu không? Nó phải có cái chỗ đi ra chứ, mình không cho chỗ ra sao được. Có người học trò bên Ý á, cô này cũng có khoảng lấy chồng Ý mà có 8 cái phòng tập thể dục, tức là loại cũng khá giàu á. Mà con nói con chữa cho người ta để tập thể dục nhiều thứ lắm mà con bị bón vàng gì không được. Thế thì mới trả lời quay mail cho cổ, con nói thầy ơi con làm cũng không xong. Nó khi được khi cái con giận quá, con lấy bông gòn á, con nhúng nước á, cho nó ướt á, cái con đắp xung quanh như thầy chỉ vậy nó đi à. Nó là cũng một dạng kích thích, nhưng mà phải kích thích lâu hơn. Có những người nó bệnh lâu á, thí dụ 17 giờ tôi mới nói, nếu mình so bình thường là 7 cái, mà mình so 7 cái mà nó không work thì mình tăng lên 14 cái. Mà 14 cái không work rồi mình chơi 20, 40, 77, 49. Rồi mình cứ lên làm như vậy, tự nhiên tới lúc nào đi nè. Có một vị ngày hôm qua có cô bên Vancouver kể là ông xã cổ là cũng bị kinh niên, mà đồng thời là bị prostate cancer. Cái viêm đó cũng gọi cô hỏi mình, cô nói bây giờ lo quá thầy ơi, mình gần Tết nhất tới nơi rồi mà bây giờ cái chuyện này. Tôi nói thôi thì nghe là tôi làm thử đi. Thì cổ học với mình mà mình nói cổ cũng không tin á. Nó nói bây giờ cứ ngồi vậy tập thở, ta hít vô thở ra, hít vô bình bụng, giữ yên đó 7 tiếng rồi xong thoát bụng thở ra, cứ làm đúng 7 nhịp như vậy. Mà hãy chặt con gái đó, làm lại từ đầu. Nghĩa là từ 1 tới 7 phải liên tục. Từ 1 tới 5 tự nhiên cái nói ai gì là Phật có đi chợ gì đó, ai gì là Phật có đi có hàng bạn đi nhậu gì là đúng không? Phải 7 lần liên tục như vậy không được nghĩ xem bạc. Không làm nên xong cái cũng chưa có ấy lắm, cái phẩm mới hơ thêm ở việc cách du của mình sao nè, để chỉ cho quý vị cái việc đó. Như nói ngày hôm qua đó là như ngày hôm qua nói đó là khi chúng ta tưởng tượng cái lá gan chúng ta nằm ở đây khu vực này nha, gần cho bao tử này, nghiêng về bên mặt á, thì chúng ta lấy đúng xuống nó ngang khoảng này, thì cổ hơ cái vị cách du của nó đó, thì hãy nhớ lại trong 13 cái quỷ quyệt này nè, quỷ quyệt quỷ ở đây là thần sầu quỷ khóc á, cái magic á, thì 13 cái đại diện cái quyệt dương, cái quyệt cách du này á, nó nằm ở ngang ở đấy bả vai, cái đây xương bả vai nè, ở đây là cột sống nè, ở đây đại kỳ nè. Thì quý vị đi ngang cái đường ngang của cái bao xương bả vai, đụng cái cột sống ở giữa là quyệt chí dương, hay cách lấy quyệt chính xác nhất là lấy ngay đại trung, nó đấu xứng từ cái đại trung nè. Đảng trung là làm sao? Cái chỗ này có nhiều người cũng bị sai nha. Ở đây mình tưởng tượng đây là cái bầu vú. Thì từ cái nhũ qua đó, bên này qua cái nhũ qua bên kia đó, theo đường tưởng tượng đó, đụng cái xương ức là đó là việc đảng trung. Cái việc đảng trung này mà nó đối xứng với đằng sau lưng á là việc chí dương. Từ việc chí dương ta bàn thai ra mỗi bên 1 cm và việc cách du 1 cm, thì hơi trong ngoài ấn một trong hơi trong một hai bên này nè, thì quên nóng, thì vừa hơi vừa nóng cũng như dây dựng xong ổng nó khoa qua ổng đoàn ổng chạy vô quá luôn. Ông ra ông kể cho bạn nghe, ông nói trời ơi, lần đầu tiên con đi từ đó đi về thuận lợi thì chưa về thấy đi một ôm luôn. Thì từ đó ông bắt đầu tin ông có thở, thì cái nồng độ nguy hiểm của cái quá tải của ông nó từ 16 mà nó tục dần xuống 14, 8, cho cái này là những ổn định. Cho nên nó thấy rất là đơn giản, nhưng mà khi nó trúng đồ nó cái công năng nó rất lớn. Nhiều có người bị tiêu chảy ha, mà đã máu ha, đơn giản tôi chỉ cho người ta thế này thôi, cũng cái ngón tay này co lại vậy, cái ngón này là phế phổi, cái ngón này là đại trường. Ở trong đông y á,
nó có cái câu tạng phủ đi cặp. Mình sẽ nói cái bài này để giới thiệu, chứ không ghi ra đây lắm, nếu quên. Tạng với phủ đi một cặp. Thì tự nhiên anh phế với đại trường á, là đi một cặp. Cho nên ngón tay cái và ngón tay đại trường này co lại cho nó cái hình dáng, hình giống hình, rồi giống cái hậu môn. Ta dùng cái đại trường bên đây, ta thọt vô trong cái lỗ này để ta quay á, ta giống như máy tàu vậy là ta quay 7 vòng ta kéo ra. Thì như vậy ta giải quyết được cái hậu môn không bị chảy máu. Thấy đơn giản vậy ha, mà nó giải quyết được cái vết thương ở trong ruột. Đó, lát nữa mình sẽ nói với đề tạng phủ khí huyết và các quỷ huyệt. Thì khổ hơn cái huyệt các chú này nè. Do đó cho nên những người bị gan kém á, là mắt kém, cho nên hình như có một cô ngày hôm qua mình tôi chữa cô nó cũng thấy được cái sóng lá đó. Rồi lấy cái tiêu chuẩn từ ngang cái cách du đó đó, nó bóp dành lên dọc theo hai cái xương bả vai, nó sẽ trúng một cái. Như vậy á, hôm nay tôi nói cho quý vị về cái phần này để quý vị nắm tiếng, là quý vị thấy rằng mình tưởng mình học ngắn, nhưng mà nhờ người đi trước á, người ta giúp cho mình cái gọi là kỳ kinh bát mạch này. Trong con người mình có 10, có những cái quyền quan trọng theo tính cách như thế này. Từng cặp gọi là tạng phủ. Tạng nha, đi với phủ. Căn, đi với mạch. Căn, đi với mạch. Ha. Tỳ, đi với vị. Ha. Thận, đi với bàng quang. Là những cặp tạng phủ đó. Tạng phủ nè, căn mạch nè. Để bây giờ mình chia đi, giờ mình nói về tạng phủ trước đi, rồi mình sẽ nói về cái kia sao. Trong cơ quan, trong con người của chúng ta nó có 5 tạng, nhưng mà nó thật sự có 6 phủ. 6 cái phủ này đó là 6 cái đơn vị phủ để kết hợp với cái tạng để giải quyết. Thí dụ như tạng tỳ nè là một tạng. Tỳ đó là cái pancreas đó, tỳ là một bạn, ha, phế là một bạn, tim là một bạn hay gọi là tâm, thận là một bạn, tâm can tỳ phế thận ha, can là một bạn, tâm can tỳ phế thận á, ha, ghi lại cho nó dễ nhớ theo thứ tự nha, tâm nè. Can nè, tỳ nè, phế nè, thận nè, là năm này là năm tạng. Tạng thâm á, đi với tiểu trường á, gọi là một tạng đi với một phủ. Tạng tim á, đi với ruột non. Hai cái này kết hợp cho nên hồi sáng nói ngón út có hai kinh, tâm và tiểu đường. Gan đi với tỳ. Can á, xin lỗi, can á là gan, gan đi với mạch, can đổn, cho nên là can đổn là một cặp tạng phủ, can là tạng, đổn là phủ, cho nên gọi là gan mạch, nghe chưa? Gan mạch. Bây giờ tỳ á là một tạng, đi với vị là một phủ, cho nên tỳ đi với vị là một cặp. Cái pancreas nó đi với cái stomach. À, cái phế là phổi, nó đi với một bạn là một bạn, nó kết hợp với một phủ là đại trường. Gọi là kết hợp đại phủ. Phế đại trường này, hai ngón này đi kế nhau em nhớ nè. Hai ngón này đi một ngón này là hai tâm tiểu đường nè. Phế đại trường nè, đó. Thận là một bạn đi với một phủ là bàng quang. Cho nên thận với bàng quang là một cặp. Thận mà không có bàng quang làm sao thống nước tiểu. Bây giờ mình lạ chỗ này nè, tại sao phế đi với đại trường? Bây giờ để ý người nào mà thiếu thở nha, thở không sâu á, dễ bị bóp. Cho nên cái giờ vận hành trong trời đất á, từ 3 giờ phế dành đại mão dị thần thông, từ 3 giờ tới 5 giờ sáng là cái giờ dành á. Cái giờ đó là cái giờ kinh đại trường hoạt động mạnh. Nếu cái giờ đó mà ta không đi cầu được, ta dễ bị bệnh táo bón.
cái giờ vận hành trong trời đất đó. Bây giờ là can đi với thận nè, bây giờ nó có tới 6 phủ rồi, thành thử người ta chế thêm một cái tạng, đó là tạng tam tiêu. Tam tiêu đi với lại tam bào là một tạng đi với một phủ, thành thử cho nên là tính ra là lục phủ mà ngũ tạng, nhưng mà thành ra thành là lục phủ lục tạng, tức là vừa tam tiêu vừa tam bào là kết hợp, thì trên ngón tay của chúng ta có hai cái này, tức là một cái nó đi theo hệ thống dọc và một cái nó đi theo hệ thống ngang. Mới thấy ý nghĩa của người xưa hay, tam tiêu là con đường thống lĩnh từ đầu cho tới chân qua ba gan, ba cái tạng can tỳ thận, thì cái tam bào này là có đường đi dòng khắp trong thân, gọi là cái màng áo của tim, tức là vi chi thần kinh dưới da là cái màng gọi là bào giống như áo á, nó cái hoành đó để nó bao bảo vệ và che chở mình, để vận hành toàn bộ những cái huyết mạch lạc nhỏ mỏng dưới da, cho nên mới gọi là tam tiêu đi với tam bào ha. Bây giờ sang xong là cái phần tạng phủ này, để ta biết khi ta soa đó cái sự liên quan của tạng phủ. Bây giờ nè, người ta chia nè, bây giờ ta chia theo cái các quỷ quyệt nè, là căn mạch nè, căn mạch nha, mạch đó đông và tây đều giống nhau ở chỗ thái nguyên, là ở chỗ cái cổ tay nè. Chúng ta bắt mạch trong cổ tay này nè, để ta biết mạch chúng ta nhảy trung bình bao nhiêu. Đông và tây đều giống nhau, đừng bắt mạch tây hết. Cho nên tâm mạch á, hội ở quyền thái nguyên, tất cả cái gì thuộc về mạch là lấy thái nguyên làm chính. Quyền thái nguyên, tất cả những cái gì mà hệ thống gì có tính cách chuyển động gì ganh cốt á, là lấy quyền dương lan làm chủ. Cho nên là dương lan là quyền hội ở căn, gọi là bát hội quyền á, bát hội quyền, bát là tám, hội là giao nhau, rồi là tám cái quyền này đi giao nhau trên cái đường bát hội quyền là căn mạch này. À, yeah. Rồi trong đó là căn giữa dương lăng ha, mạch liên hệ ở thái nguyên này. Bây giờ khí huyết căn mạch rồi phải không? Bây giờ khí huyết nè, khí và huyết là một cặp, huyết mà không có khí huyết đi không được, nó giống như dòng sông nó bị chết ngắt vậy, không có gió đẩy nước sông không chảy được. Cho nên sự chuyển động trong trời đất là một sự chuyển động bất tận không bao giờ dừng. Tuy ta thấy nó yên như vậy nhưng mà nó đang chuyển động rất là ngầm, thấy chưa? Cho nên chính cái gì đó, cho nên Đức Phật mới giảng là các ma là pháp, mà pháp là luân chuyển, pháp không dừng. Vì các pháp nó theo đối đãi mà nó sinh, tại cái này có mà cái kia có, tại cái này sinh mà cái kia sinh, tại cái này diệt mà cái kia đi diệt. Cho nên theo cái dòng duyên nghiệp nó biến chuyển. Cái người tu á, họ nhìn một cách quan sát, họ không có đụng chạm. Cái chuyện nó đi tới như vậy là phải nó như vậy, không đụng nó cũng tự nó diệt à. Kia mình nói dễ dàng nhất trong kinh tế nè, cái mặt hàng nó bây giờ không ai sức dùng nữa thì tự nhiên cái cửa tiệm nó phải dẹp, sản xuất không ai dùng làm gì, đúng không? Như mình nói cái dễ nhất là trong cái đấu đãi đó, tự cái này có mà kia có, tự cái này sinh mà kia sinh, thì tới dòng chuyển lưu của khí huyết trong con người cũng vậy. Máu mà không có khí đó là máu chết, máu tạp bạ. Máu mà có khí đó thì cái máu nó mới có đủ sinh sự huyết để nó chuyển luôn. Thí dụ ta bị đứt một ngón tay, ngay lập tức á, máu nó chuyển luôn về đó gì thì nó báo hiệu rồi gì, thì cái này nó nhận thức tự nhiên nó lót cái này lại để nó đưa rất nhiều những cái yếu tố như trong đó có cái chất sinh sự huyết để nó hàn cái vết thương lại cho chúng ta. Nhưng mà nó hàn không nổi, ta phải dùng tay ta bóp, ta nắn lại, ta giữ đừng cho mạch máu nó chạy chảy nữa, ta bóp lại phải không? Còn cái phương pháp của chúng ta đó, ta đau cái tay chảy máu bên đây nè, ta chụp cái tay bên đây nè, ta bóp
gần cái chỗ bị thương y vậy đó, ta nắng bên này thì cái tam giác này nó nhận ra, nó nói à chảy máu đây hả, bây giờ thay vì ta khóa lại đây thì nó sẽ bầm, bây giờ mình dùng bên đây mình kích thích thì cái bên đây nó cần cái gì, có sự kích thích tức là phải có tế bào nuôi máu, nó chuyển cái máu về ngược lại bên đây để nó cho nó giúp bên đây, thì tự động bên đây nó ngưng chảy, hiểu không? Hơi khó khi nào đụng thực tập rồi mới ghen mới biết. Như bà xã tôi bị rớt một cái thớt lên trên vu bàn chân này, thấy là nó muốn chập luôn ha, nó bình tĩnh mình vuốt lên vu bàn chân bên đây, một lát có cái điểm đau bên đây mình tìm á, mò tới điểm đau, đánh điểm đau thì bên đây nó giảm đau, và sau đó cái hai cái là nó cũng giảm bầm luôn. Còn tay y á thì người ta làm khi vết thương bị đứt hoặc bị thương, người ta chụp nguyên một tảng nước đá, bọc nước đá vô đó để làm gì, để cái lạnh đột ngột nó báo ngược về não, não nó u lạnh quá thì nó khóa cái máu không cho về đó nữa. Cho nên tây y quan niệm rằng chỗ nào bị thương đắp miếng đá vô cho nó không có sinh, vì hiểu không, thì con đường khí huyết nó đi như vậy á. Bây giờ khí nó chủ cái gì, khí nó chủ đại trung, cái việc này là đại nguyệt để tập trung toàn bộ công năng của khí nằm ở đây. Cho nên quý vị thấy người ta chết là ngưng thở đau, mà ngưng thở tức là cái khí không có, phải không, đúng không? Thì người ta nhồi ở đây nè, ta hô hốt nhân đạo đây nè, đồng thời người ta thổi vào miệng á để ta kích thích cái này, ta nhồi nè để cho cái tim nó đập lại, thì cái việc đản trung nó liên hệ khí. Cái huyệt này rất đặc biệt, đó là một kỳ huyệt, nó hội của các khí. Cho nên dầu là tim đã ngừng đập nha, mà cái lực còn ấm, người xưa cứu đốt cái ngải cứu á, để lên trên cái ngực này nè, nó có cái lò nhỏ để đây nè. Tôi có thằng em ở nhà đó, bây giờ nó còn cái vết sẹo bằng ba ngón tay, thì thấy tóc mặt trời chết rồi. Rồi ở nhà thì ngày xưa kiểu nhà nông thì đi ra ngoài coi ruộng hay cái công việc là đâu ai coi nó, tới chừng nó cũng vậy á thì chỉ có đề phòng. Cho tới bây giờ còn vết sẹo đây, đắp mặt rồi là phải chôn rồi đó. Mà cái việc đản trung thì còn ấm, người ta cứu được. Cho nên mới nói ngày hôm qua gì thể dẹp cho dẹp á, việc đản trung giống việc lao cung, việc đản trung giống việc dũng tiền. Cho nên nghẹt lực có thể cứu ở dũng tiền hoặc đánh ở lao cung thì nó về đây. Nhưng mà nó là chủ yếu một việc gì khí. Bây giờ quyết là cái gì? Quyết là chủ ở cách du. Là nói hồi nãy đó, cái trường hợp mà còn vị ở Mai Cua, cái việc cách du này là nó chủ về quyết. Những cái bệnh thuộc quyết nó bị kém á, nó ảnh vào nó. Cho nên cái chỗ ngang tới ba dây này mà ta bị đau á, ta bị đau á, một lúc nào đó ta sẽ đi đến là huyết áp bị thấp. Cái chỗ này nè, mà ta thường bị đau á, nó nói là nó tức lên ngực á, tới một lúc nào nó huyết áp nó thấp hoài nó lên được. Mà khi bị như vậy rất dễ bị vẹt đi luôn. Khi huyết áp thấp á, cái cần nó xây dòng nè. Cho nên bác sĩ cho những người huyết áp thấp kèm theo một loại kẹo, đi lấy xe cứ bỏ đồ miệng vô miệng nhai cho tỉnh, không thôi ngủ ngoài đường chết. Cái đường nó không vô trong máu, dưới đường nó vô não đủ không có tỉnh. Do đó quyền cách du này nè, nó giải quyết những cái bệnh gì huyết đó rất hay à, căng mạch này, khí huyết này, giờ tạng phủ này, tạng cái bệnh gì thuộc tạng, bệnh gì thuộc phủ, cơ quan nào chủ trương trách chịu trách nhiệm về đó. Mấy cái anh này đại diện đó là cũng giống như giám đốc gọi là CEO, tổng giám đốc của cái đại diện đó. Tạng đó là ở quyền chuyên môn là hai bên mẹ sườn nè, cuối hạ sườn non. Khi ta bị đột ngột, ta bị muốn xỉu á, tự nhiên xuyên bên nhà thì nắm ngay một bên dưới cứ hạ sườn bên đây á, nắm bóp cực đau tỉnh lại liền. Thì nghĩa là năm tạng do anh này làm sếp, tên của nó là chuyên môn. Chương là sáng, môn là cửa. Cho nên nếu ta bớt được chuyên môn thì người ta sẽ tỉnh dậy. Đó là một cái dạng cũng cứu cấp khi bị đột quỵ. Khi muốn té vậy đó, ta không chụp chìm trong hát mà chụp bớt một bên hai bên hông thường à, bớt mạnh một cái nhả. Đó là tạng ha.
và tứ phủ. Phủ là hội ở trung quản, cái việc trung quản thì khó lấy. Bây giờ tưởng tượng nha, nếu con câu cái này nó mất cái ý nè, ở đây cái bầu ngực mình ha, ở đây nó là cái rú, từ cái xương ức là xương hóa ở đây, từ cái nhũ qua bên đây qua nhũ qua bên đây, đụng cái giữa xương ngực chỗ này là huyệt đản trung ha, từ đản trung cho tới rú, từ đản trung cho tới rú, và chia đường tưởng tượng làm hai. Từ cái điểm làm hai này cho tới đảng trung nó chia lần hai lần nữa là trung quản nằm đây nè. Quyền này giải quyết con tử rất hay và hậu cho những bệnh gì ngủ, ví dụ như gan mặt mặt nó bị kéo ăn nó không tiêu, vừa đèn ra con tử thì ta hơ cái việc trung quản thôi, ta vừa giải quyết được cả bà mặt vừa giải quyết cả con tử. Tại vì hôm nay mình học rồi, gan mặt là một cặp tạng phủ mà mặt là phủ, thì những bệnh gì phủ có thể cứu ở trung quản, hiểu không? Ví dụ như phế với đại trường, những bệnh tri là thuộc về ruột già mà cứu ở trung quản được, hiểu không? Nó giống như bây giờ đại khái này là bây giờ cửa hàng của hệ thống Costco đi, nó là một tổng kho của toàn bộ những cái bán lẻ, thì anh mua cái bán lẻ này nó không có thì nó vô cái hệ thống tổng kho nó lục ra nó sẽ có nè, hiểu không? Khi mình mua hàng thì cái anh này nè anh cấm dây trò lại cương như vậy, tức là những anh kia mà thiếu á, không đủ công năng chạy về mét anh này, cái anh này anh sẽ giải quyết giúp tiếp, gọi là khí huyết canh mạch tạng phủ. Thì vì trung quản này nè, nó giải quyết cái điểm thứ hai nữa là bị hát tên ghét, nó cứ ở chùa đưa lên hoài. Cái gì hơn cho tụi nó là cái gì giải quyết cái bao tử mỗi ngày. Còn quyền này căn mạch khí huyết tạng phủ nó là bát hậu quyền, là mới có mấy, mới có sáu là bao. Giờ còn cái gì nữa? Căn mạch khí huyết tạng phủ gì nữa? Cốt tủy. Cốt là xương, tủy là tủy tủy nằm ở trong xương, cho nên tủy người ta gọi là marrow. Cái xương nó bẻ ra nó cái phần mọt, cái xốp xốp ở trong đó, chính cái đó nó tạo máu. Không có cái phần xốp đó nó không tạo hemoglobin được, cái đó chính nó nuôi. Cho nên nếu ta già đó, mà ta yếu á, là cái hệ thống này nguy hiểm này, cái xương rất dễ bị gãy, cái tủy nó không tái tạo được, cái xương nó rất giòn. Cho nên xương là cái bọc bề ngoài, mà cái tủy là cái bên trong, mà cốt á, là xương. Cái huyệt nào hội ở cốt là huyệt nằm ở ngang ở chỗ cái huyệt đại kỳ chỗ này nè, cái vị cốt đó là ở nằm ở đại trữ, cái tên nó đó ta lấy từ đốt xây bảy chỗ ổ đại trì, đốt xây bảy tức là đốt xuống ổ xây bảy á, thấy chưa? Ta đi xuống một nấc, ta đi ra một nấc, ta xuống một nấc thì nó là việc đại trữ nằm một khoảng này ở chỗ xương sống cổ này chỗ này. Cho nên khi ta bị đau thường xuyên á, nó dễ kéo ta bị đau cái lưng chỗ này nè, cái cổ này mà cứng này nè, nó kéo ta đau cái lô bét. Từ C7 đi xuống một nấc, đi ra một nấc, đó là bị đại tử, đại tử chủ cốt. Những bệnh gì xương á, thì lấy cái đại tử này đi chữa cái xương. Nếu ví dụ như ta thiếu cao xuân, ví dụ vậy ha, thì cái bài học của ta mỗi ngày khi ta bóp ở chỗ này đó, là ta làm cho cái xương của ta cứng lên, hiểu không? Cái liên hệ với xương. Bây giờ liên hệ tới tủy, tủy nằm ở tuyệt cốt là ở mắt cá ngoài. Ta lấy từ mắt cá ngoài, ta lo lên năm ngón tay. Mắt cá ngoài ha, mắt cá này cái chỗ lầu cầu này, ngay cái điểm trung tâm của nó, ta đặt một ngón tay vô ngay đó,
mà năm ngón tay khép kín thì cái quyền tuyệt cố có nằm ngay ở cái ngón thứ năm. Nghe lên nè, ta đè vô đây đó, cái quyền này nó tạo lại máu, cho nên là tuyệt cố. Tuyệt tình ca đó, ông cầu quận 8, quận 9 gì đó quên hả? Tuyệt là chấm dứt á, tuyệt cố đó là bát khẩu nguyện. Cho nên khi ta làm như vậy, ta xoa như vậy trong toàn thân, cái bài dạy động duy nhất của sáng á, là ta giải quyết được cả kỳ kinh và bát mật mà ta không biết. Cho nên người khác nhào vô nó nói cái thằng nóng mấy hụt tề này học hành cái gì mày là chữa bệnh. Không ngờ là toàn thân của chúng ta nó có những cái liên quan lạ lùng như vậy. Vô tình chúng ta chạm vào nó mà chúng ta giải quyết được một số bệnh là tại vì cái khí huyết và cái thận phụ kỳ kinh bát mật này đó, ngày xưa chúng tôi học có phải ở cái hệ thứ năm, 3 năm chăm cứu mới học vô cái này nổi, mà vận dụng kinh mạch để chăm cho nó trúng đó là cả vấn đề. Bây giờ lấy ai sờ là cũng trúng luôn, vì mình không hiểu. Hồi xưa họ nói khó quá, quý vị tưởng tượng đau cái xích tích đa nơ cho cái thằng kinh mông này, có tài liệu dịch là thần kinh hông to, dịch chữ hiếp á là hông, mình dịch là thần kinh tỏa, tỏa là cái bàn tỏa này, mà chăm cái kim dài bằng chiếc đũa vậy này, thấy ông thầy ông cầm cái kim là mình rung một cạp vậy này, làm sao mà chăm cho vô cái lỗ hoàng thiêu này, cái chỗ cái xương chậu nó có cái móc đó, cái móc cái cổ xương đùi á để đi xuống cái bắp dế này, làm sao mà chăm vô cho nổi cái huyệt hoàng thiêu đó. Ông nói con chăm làm sao mà con chăm lúc cái chim mới vô mới trúng. Cha nội nghe thì cũng bỏ nghề luôn mà chăm. Bây giờ nghĩ đơn giản vô cùng đây nè, bàn chân là bàn tay nè, cẳng tay là cẳng chân nè, bắp tay là bắp đùi nè, thì cái mông nhỏ xíu lấy tay gì sờ cũng đúng, không cần chăm cái này đau mông thử ra. Cho nên cái chuyện của chúng tôi làm không phải chúng tôi kể công, mà tất cả phải trải qua một quá trình nghiên cứu, mà khi thực tiễn nó đáp ứng rồi nó dễ như là 1 + 1 = 2 vậy. Mà còn khi trên con đường đi tìm ra cái kết quả nó là cả một vấn đề gian nan. Mình nói giờ không thể bó tay những người mấy người đau thần kinh bỏ tới rồi mình muốn khóc luôn. Sở dĩ tôi làm được điều này là tại vì cũng nhớ lại trường hợp của Noe, một bác sĩ người Pháp. Ổng chế ra cái diện chẳng có diện diện chăm của ổng á, nhãn cái lỗ tai gọi là nhĩ chăm của ổng á. Ông thứ bà nào đến khám bệnh ổng có cái sẹo chỗ này nè, có cái sẹo ngay chỗ này nè. Ông lấy lạ mà hỏi thì sao bà nào cũng có theo vậy. Mà nói có gì đâu bác sĩ, tôi hồi xưa đó tôi bị đau thần kinh tỏa, mà tay thiệt á nó cũng giống như mình vậy đó, cũng tương gì đâu với tính vậy đó. Nó mới đồn mấy thằng đóng ngựa nó chữa thần tọa em, thì đi tới nó lấy cái bóng ngựa nó hơi cho nóng lên nó đập á, xong còn nóng gì là nó cầm nó để xa xa để gần ngay cái chỗ này nè, để ngay cái xích hội giật mình lại, nó còn tính nóng quá nó dính đám này mà hết đau thần kinh tỏa thêm. Bây giờ mình tưởng tượng lỗ tai mình nè, cái lỗ tai của mình nếu quý vị thấy á, cái dùng này nó giống mông luôn. Cho nên Noe mới lấy làm lạ vậy, mới thấy rằng cái trái tai này giống cái đầu em bé lộn ngược. Cho nên Noe mới đặt ra cái trường phái của ông là diện chăm là em bé nằm trong bụng mẹ nè, đầu dây xuống nè, cái mông dây lên nè, cái dí vô chỗ này cái dứt lên nè, hết đau mông. Ông mới từ đó mới lập trường phái nhĩ chăm của người Pháp. Chứ cái nhĩ chân nó đã có từ thời của Trung Hoa. Thì đơn giản vậy thôi, thì bây giờ mình cứ nghĩ ngược lại, trời ơi một cái gì hoàng thiêu chấm dài vậy mà dí vô đây hết thì tại sao không có một chỗ khác? Tại vì cái diện tích này nó nhỏ quá, mà cũng dùng cái kim nó đây hơi khó. Tôi mới nghĩ ra dùng cái dây này nè. Phải không? Đau chân chữa tay, đau tay chữa chân, là ngược lại đau mông chữa dây, tại sao không đúng? Làm thử nó đúng. Từ đó nó trúng luôn, cái trời này mình mừng quá trời luôn.
Cho nên rõ ràng đôi khi chân lý có trước mặt mà không bao giờ chúng ta thấy. Nó vô cùng vi tế, nó y hình vậy. Cho nên tôi mới nói với quý vị là tôi mạnh dạng là cái bản thân của tôi chứng nghiệm. Tôi đem cái thần đó ra quý vị chỉ có áp dụng thôi. Một cặp hai trúng không có sai hết vậy đó. Đừng có sợ, nó lạc quyệt, nó bị gì cũng có, không có dụng. Cứ làm đi. Rồi, như vậy ta hiểu là kỳ kinh và bát mạch rồi phải không? Cho nên quyền của chúng ta đó nằm ngoài tánh quyền, nằm ngoài kỳ quyền, mà đôi khi trùng với kỳ quyền, chuyện nó không thành vấn đề. Nó giống như qua có gì hỏi tôi 19 như nhân trung, nó vô cái do nào ta tính cho này. Đừng có sửa lại theo cái ý mình là ôi hồi xưa đó mấy ông nó đặt cái quyền đó, giờ tôi cũng làm vậy, tôi đặt cái quyền phép số của tôi. Mình làm nó gì vậy là vô tình mình phủ, mình phản bác cái công ơn của tiền nhân của người đi trước. Của người ta đã đặt như vậy rồi, chứ không phải mình là người khám phá. Cho nên tôi mới nói rằng quả táo có rơi là vẫn cứ rơi. Có Newton hay không, định luật vậy và khác vậy vẫn có. Không phải đợi chúng ta đặt quyền đó. Tôi không phải là người sáng chế gì cả. Nếu cơ thể không có quyền chúng ta không giữ được. Mà chúng ta chỉ tìm ra một phương pháp để tìm ra cái quyền đó cho nó nhanh, đơn giản vậy thôi. Thì như vậy không phải là người khám phá. Mà người khám phá đó là tạo hóa đã ban cho con người có sẵn. Như vậy chúng ta cứ tin chắc chắn rằng chúng ta cứ làm đi, đừng có sợ gì hết á. Đó. Hình như nó có người cứ modify như thế này nè. Nếu ta không hiểu cái lý này nó nguy hiểm lắm. Ví dụ như bị thuộc lưỡi đi. Người ta cứ nắm cái lưỡi người ta dặn nè, ta kéo nè. Thì cái người đau quá nó nói được. Còn chúng ta không làm như vậy, chúng ta nắm ngón chân cái chúng ta kéo lại. Thì cái lưỡi này với cái lưỡi này nó cũng là một thể thôi. Ở dưới anh gọi là chân, cái tâm niệm anh gọi là lưỡi. Thế nó ứng với nhau thì lưỡi với lưỡi giống vậy rồi. Cho nên có nhiều người bị bầm ớt mà cay á. Nhất là đàn bà con gái Việt Nam mà tóc dài á. Thì đó là sao? Lấy tóc dụi mát. Mà có khi nó cay đến cái mức độ không thể lấy tóc để dụi mát thì làm sao? Thì lấy nước dậu vô cái đầu gối này nè, dậu nhỏ vậy nè, mà một lát cái này hết cay. Tại vì đầu gối có con mắt, có việc tắc nghẽn như này nè. Cho nên vì mình không dùng nó, cho nên mình nói rằng nó mê thiệt, không có gì mê thiệt hết á. Nó là một sự thật 100%. Nhưng vì chúng ta không tin vào điều này. Bây giờ mình nói cái này, có thầy đây mình cũng xin sám hối. Có bà đi tới chùa, vô tình đi vô lễ Phật, tới xong cái đầu gối nó đau quá, mà bây giờ lễ Phật mà đau quá mà nhăn nó không có thành, cứ ráng chịu đựng lại, lại xong đứng lên cái đầu gối này đau quá, cho nó, cái sao nó trời ơi, sao nó lạ ta, nghe bà bạn này tới chùa này đi lễ Phật mà sao về hết nhức đầu, ai về cái đau của đầu gối nó trị nhức đầu, cho nên cái đầu nào cũng là đầu, chứ bữa sau nó mua tại núi tới tạ ơn cũng chùa linh quá. Cho nên mình hiểu theo cái gì đó mê tín, còn nếu mình hiểu theo cái tinh thần của chánh pháp, mình sẽ thấy mọi sự nó tương quan, tương liên với nhau rất nhiều. Nó trúng là nó quớt, mà nó chặt là nó vô vậy đó, đúng không? Chứ là gì có cái chuyện không Phật cũng trời nào mà chuyện ăn hối lộ vậy, không có chuyện đó. Mình làm trúng nó vô thôi. Cho nên tôi gây chọc các bạn ghé bà cho trúng là nó vậy. Chứ thật sự thấy làm trật đã là trật, không thấy nó làm trật mà làm đúng được. Do vậy cho nên cứ mạnh dạn làm đi. Ok, như vậy hôm nay ta học thêm một phần sâu về lý thuyết của đông y là căn và mạch, kinh mạch kỳ nguyệt. Do vậy ta xoa toàn thân từ đầu tới chân, có nghĩa là ta giải quyết kỳ kinh và bát mạch, chứ không phải đơn giản nha. Thì tôi ngưng lại một chút xíu để cho quý vị thắc mắc cái gì vậy vùng này. Rồi để chúng ta sẽ có thể hôm nay chúng ta vào thời giờ sớm á, mình thực tập sớm, rồi mình nghỉ ăn chơi vui chiều mình làm tiếp. Và đặc biệt cái bài dạy đồng tiến sinh bữa nay phải làm cho nhuyễn nha.
Hôm nay là xong rồi xuống núi về nhà là phải tập ba ông xã làm biết, ông không phải theo mình thôi. Cái cô Tư ngày qua cô kể vụ ông xã cô bị prostat á. Bây giờ tự động mỗi buổi sáng thức dậy đúng biên 4 giờ là 4 giờ ngồi dậy hít vô và thở ra mà không cần biểu gì hết, rất là siêng. Cho nên tại vì mình chưa làm chưa thấy kết quả mình cũng siêng. Có nhiều người đó hả, tập anh nói là hai vợ chồng nó thôi giờ bạn tắm tôi tắm nha, chứ giờ bà dậy trước bà giờ bà làm tắm rồi tôi đâu có chỗ làm. Mua hai tấm thảm tập ông chiếc bạn chiếc làm con rùa con rắn vui lắm. Đó, mà mấy học trò kể ở An Giang, ở Bến Tre đó, sáng ta mở cửa hàng mấy bà sập bán rau cải rồi đó. Khoan bán rau, còn cái sạp chị nó leo lên sạp nó nằm tại chợ dơ. Làm cho sạp tập xong rồi mới mở cửa hàng ra. Đó, nó nhiều cái vui. Rồi, cái gì coi làm tiếp đi, hỏi đi, có cái gì hỏi đi. Cháu bị ngủ trong ấy nhiều á. Hôm qua hình như không có đi học phải không? Có, nhưng mà không. Thì đó, ngày mai có mấy người đó, tôi sẽ trả lời đi. Ngáy ngủ nè, trong cái cuốn sách có chưa? Đây nè, một cái ngáy ngủ nè, hai cái ngáy ngủ nè. Thấy không? Ba cái đấu chứng cho ba dây nè. Đồng vì cái khí dương hồi nãy đó. Thấy chưa? Đó là giải quyết cái khí và cái huyết đó rồi, và giải quyết cái đây nè. Thấy không? Rồi giải quyết cái lỗ mũi là quan trọng nhất. Mũi mà ngạt phải làm trước. Thì cái ngủ nó bỏ thở nó mới hết. Rồi. Còn gì nữa không? Quý lý được nhiều. Ví dụ nếu ngủ bỏ thở ra thì cái gì bỏ thở? Phải cái mũi không thở được thì cái họng nó mới hả. Mà cái họng nó hả nổi gì? Gió nó qua lưỡi gà và cổ họng nó mới thành cái tiếng ấy. Do vậy phải giải quyết cái nghẹt mũi trước. Nó giống như một cái to thuốc rất căn bản rõ ràng khoa học chứ mình mới chế biến gì nữa. Cứ làm vậy là trúng rồi. Rồi ví dụ như bây giờ thứ hai nè. Bị cũng vậy nè, mà chuyển nè, là hô hấp á, chuyển nè, khó khe phải không? Khó khe là sao? Là cảm thấy tức ngạn ngực, hoặc là hít vô không sâu, cho nên cứ lấy hơi lên rồi hướt cho rồi. Giống như các còn trước kia, thì cũng cái gì trước, giải quyết cái lông mũi trước. Để cho lông mũi coi nó có ngạt không? Nếu lông mũi nó ngạt thì đó là một nguyên nhân cũng làm cho khó thở. Tại mũi đứng đầu hô hấp. Thì giải quyết cái mũi cho nó thông cái đã. Rồi thứ hai là vô đây là cái khí nè. Khí là chủ chánh nè. Mà mệt là lao cung nè. Người xưa đặt tên ý nghĩa lắm. Lao là nhập. Lao là nhập. Lao động khổ sai đó. Làm gì cạch được mà chọc quá. Đây nè. Lao nè. Lao là lao phổi nghe từ đó không? Phải không? Cho nên chạc cái chỗ này nè. Là giải quyết cái vùng mệt ở ngực. Đó. Rồi mình làm mình trị được xuyển. Rồi bây giờ tức cái ngực nặng ngực thở được như cá lên nè. Đau đằng trước thì chữa đằng sau. Thấy không? Thì từ một bài căn bản đó tôi chỉ cho quý vị vậy đó. Đến khi quý vị coi YouTube hoặc đọc lại tài liệu là quý vị sẽ phát ra có những bài thuốc liên quan với nhau. Nó liên quan một cách mật thiết với nhau, không cần phải học nhiều. Ví dụ bây giờ hồi xưa là học bài lục dị đi. Lần có thuộc địa, hoài sơn, vân vân. Bây giờ muốn thêm cái bệnh bại sụi nó ra cái gì thêm nữa là đúng rồi. Nó có cái căn bản của nó. Tại vì ta không học căn bản, ta không thấy cái hay của nó. Cho nên mình học quá nhiều, mình trở thành nó loạn. Hiểu không? Ví dụ cái bài cổ quyết là bài huynh kỳ. Là phải bao nhiêu vị đó. Bây giờ gia giảm, bệnh này thêm, tha thêm cái gì. Người xưa chỉ làm vậy thôi. Ví dụ nói đơn giản vậy để quý vị hiểu nè. Cùng một vị sinh địa mà khi còn sống gọi là sinh, mà khi làm cho nó chín lên đó thì gọi là thuộc địa. Mà già mà ăn không được á thì phải làm dùng thuộc địa, mà thuộc địa già đó thì lâu năm nó gọi là thuộc địa lão. Rồi chân với tim mà ăn thì như vậy đó là cái vị thuộc địa nó phổ tim, mà cũng thuộc địa đó ha. Mà làm cho chín lên rồi là da cái mùi ngọt vô á thì thuộc địa đó lúc bây giờ bổ tiền. Người xưa nhít qua nhít lại cái vị của chút xíu thôi, do nó cái học của người ta thấy như vậy mà thấy căn bản, còn mình học quá nhiều những tiểu tiết mà mình lại quên. Cho nên một bài hô hấp á, xuyển ngáy ngủ là
là một thể, không khác gì nhau hết. Đúng chưa? Rồi bây giờ tới ngứa phải không? Ngứa cũng do nơi hô hấp. Ngứa là cũng do nơi hô hấp. Bởi vì phế chủ gia lâm trạng phổi đó thống lĩnh cái vai trò của cái tươi sắc của cái nhuận của cái da. Cho nên cái hơi thở mà không sâu á, cái da không có tươi nhuận. Quý vị để ý với thầy, quý vị tu cao á, thì nó có ăn cái gì đâu. Nhưng mà thở không thôi đó, mà cái da của cái ngày đặc đẹp. Còn chúng ta ăn quá nhiều đồ ngon mà mặt chỗ còn ngồi tèm lem á. Thành thử cho nên mới thấy cái lý của tự nhiên là vậy. Cho nên phổi phế chủ gia lông thì người ta lại dùng cái trạng phổi để người ta chữa. Mà hô hấp mà nó xong, nó thông, nó sâu rồi đó, là mọi chuyện giải quyết được, nó không ngứa nữa. Mà đó, cái gì nắm cái căn bản đó không? Cũng như chữa về mắt á, tại sao cái bài sáng giải thích á, chữa về lỗ tai á mà bị ù điếc á, người ta quy kết về cái thận để người ta tính. Tại vì đó là cơ quan chủ quản. Cái chip CEO của nó làm mà nó, cái lỗ tai thuộc thận, cái thận yếu là lỗ tai ù hoài. Chứ không phải như kiểu Tây Y là banh ra không có gì rồi thôi về mà nó cứ ù lại còn ù. Đúng không? Ai về cái lỗ tai ù vô nên xét là cái thần trí của cái thận nó yếu quá. Cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo. Nó làm cho luôn sợ, nó ảnh hưởng, nó ù lỗ tai. Cũng như chữa con mắt cũng vậy. Con mắt mà yếu là do cái gan yếu. Và cho nên tại sao tôi phải trình bày những cái kỳ kinh bát mạch, cái bát hậu huyệt đó cho quý vị. Cho nên quý vị học thấy rất ngắn phải không? Mà chúng tôi ráng gói gọn lại những cái công thức căn bản để cho quý vị nắm theo đó mà quý vị cũng có làm. Từ đó quý vị đọc sách và nghe YouTube, quý vị sẽ improve hơn. Còn nếu không á, mình không thầy dạy A biết B thì nó đâu biết đâu. Rồi mình đời đâu khi mình làm tạch cà ruột, mà tạch ruột thì mình không tin đó. Thì nó uổng phí cái công mình đi học. Nó mất cái thời gian mình, nó uổng. Mình học như vậy, học làm sao để nhận ra được cái vấn đề. Cho nên quý vị để cho ông thầy chữa bệnh cho quý vị dùng một lần ha. Cho tôi đó là có một câu tâm nguyện là muốn thúc đẩy người ta đi học là chữa tối đa là 3 lần. Nhất qua tà. Lần thứ tư trở đi, ráng mà tự chữa lấy. Mình cứ để ông thầy có chữa cho mình hoài thì sao? Suốt đời mình là nô lệ với ông thầy. Mình nô lệ với viên thuốc mình không biết. Không có ông thầy là mình thua. Không có ông thuốc mà mình chết. Đúng không? Đôi khi mình ra được thầy hay mà không có thuốc giỏi. Có thuốc mà không biết sử dụng là cũng không có thầy. Mà không có vị thầy nào cao cả bằng vị chân sư trong chính chúng ta. Cho nên Phật dạy, Phật trại tâm. Nhưng mà bao nhiêu mình có chịu đó, cái tâm lý đó, cho nên tôi nói đùa, tôi chọc mấy bà hoài. Tôi nói ông Phật ông ra lời ông dạy cho quý vị, đâu có phải cái chuyện mà đi dạy lễ bái cúng hoài đâu. Phật ra đời, Phật dạy cho chúng sanh thành Phật. Mà mình chịu giờ sao con Phật lỡ lên tay lại rồi, thầy có gì mà muốn con chết thầy tử thì cũng cơm cho con là cứ vậy. Để làm sao mà khá được. Cho nên cái Phật giáo của mình đôi khi nó bị suy vi. Con khỏe mạnh thông minh thì ra là ngoài lấy vợ lấy chồng làm gì hết. Còn mấy thằng mà đua què mẻ xích cỡ vô chùa tu, làm sao phát triển được. Quý vị thấy tôi nói vậy có đúng không? Cho nên mình phải đếm bận lực. Đừng có bao giờ đừng có bao giờ mình cứ nói mình nói theo thầy hoài không được. À gì là mà bây giờ mình 1 giờ là ha. Thầy quyết định dùng đây là một cái ca mà con tình cờ đọc trong sách thôi. Đã nói bình xuyển á, đã nói cơ vọng ở cổ nó co lại. Nó mà co vọng cổ. Dạ. Co thắt. Như vậy cái việc nhân trung thầy nói là nó có thể mở. Mở ra. Dạ. Như vậy mình xài một việc nhân trung á
nó có kết quả không? Thì bây giờ mình có nó có ứng gì không mình mới biết. Khi mình bấm vô nó có ứng thì mình mới biết. Tại con chưa gặp trường hợp. À chưa gặp đó. Thì huynh phải thử. Hình như tôi mới nói là không có gì tuyệt đối. Có nhiều người hỏi tôi bệnh nó chữa được hay không, cho nên tôi nói câu không có bệnh nào dễ, không có bệnh nào khó. Bây giờ mình đưa vô nó có ứng, mình mà mới nói là à chữa được, còn giờ nó ứng là mình phải tìm người khác. Không có cái gì bảo đảm 100% hết, mình nói bệnh đó chữa được hết. Thấy không? Rồi, giờ mình muốn thử cái cơ bọc nó mở không, bấm vậy coi nó mở không. Mà nếu mà cái nhân trung nó không mở thì mình bấm người khác cho nó mở. Rồi, mà quý vị nào nữa?